Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm đề về đáp số 4. Rồi mình bắt đầu. Câu 1. Với n là số nguyên dương bất kỳ, công thức nào dưới đây đúng? Toàn bộ đáp án của mình đều là C3n. C3n. Vậy thì mình sẽ nhắc lại công thức là CKn. CKn thì sẽ bằng n giai thừa chia cho k giai thừa nhân cho n trừ k giai thừa. Vậy đáp án của mình sẽ là câu A, k bằng 3 đó. Câu số 2. Cho các số nhân có số hàng đầu U1 bằng 2, cộng bội Q bằng 4, giá trị của U3. U3 sẽ bằng U1 nhân cho Q bình. Thế vô 2 nhân 4 bình, 4 bình 16, 16 nhân 2, 32. Và đáp án sẽ là câu A. Câu số 3. Số phức có phần thực bằng 2, phần ảo bằng trừ 3 là? Phần thực bằng 2, phần ảo bằng trừ 3. Và đáp án là câu A. Câu số 4. Cho hàm số y bằng x có đồ thị như hình vẽ, hỏi hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây? Đồng biến có nghĩa là đồ thị của nó sẽ đi lên, tính từ trái qua phải. Vậy thì có phải đây không? Đó. Cái khoảng này là từ trừ vô cùng cho đến trừ 1. Rồi. Bên này nó còn một nhánh nữa. Nhánh này chính là từ 1 cho đến cộng vô cùng. Rồi. Vậy thì bây giờ mình nhìn đáp án ha. Câu A 0 đến 2. 0 đến 2 không thuộc vào hai khoảng trên. Câu B trừ 2 đến trừ 1. Trừ 2 đến trừ 1 thuộc vào khoảng này. Và đáp án của mình sẽ là câu B. Câu số 5. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên r có đồ thị như hình vẽ, khẳng định nào dưới đây đúng? Hàm số đạt cực đại tại x bằng 4. Sai. Điểm cực đại là điểm này. Điểm cực đại này có x bằng 1 và y bằng 4 mới đúng. Ha. Sai. Câu B. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng trừ 1. Cực tiểu đây. Giá trị cực tiểu có nghĩa là mình sẽ giống với y. Y của mình bằng 0. Sai luôn. Rồi câu C, hàm số không có cực trị, rõ ràng nó có hai cực trị mà. Đúng không? Và đáp án của mình sẽ là câu D, hàm số đạt cực tiểu tại x bằng trừ 1. Câu số 6, trong không gian ODZ mặt phẳng T có một vectơ pháp tuyến là? Vectơ pháp tuyến chính là ba số đứng trước x, y, z là 1 này, trừ 3 này, 1 này. Và đáp án lại là câu A. Câu số 7, trong không gian ODZ cho đường thẳng D, phương trời mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng D. Để viết được một phương trình mặt phẳng thì mình sẽ cần biết một điểm đi qua. Thì phương trình đường thẳng này, xin lỗi, mặt phẳng này nó đi qua điểm M có tọa độ là 2, 0, trừ 1. Nó vuông góc với D nên nó sẽ có vectơ pháp tuyến N. Nó chính là vectơ chỉ phương của đường thẳng D là 1, trừ 1, 2. Đúng không? 1, trừ 1, 2. Bạn có thời gian thì bạn ngồi ra bạn viết, cũng không thì bạn có thể nhìn vô đáp án, mình chọn nhanh luôn cũng được. Thì vectơ chỉ phương là 1 trừ 1, 2 thì là 1 trừ 1, 2. 1 trừ 1, 2 là một trong hai đáp án này, đúng không? Rồi, điểm M có tọa độ 2, 0, trừ 1, 2, 0, trừ 1. Vậy thì câu B còn 2, 0, trừ 1. Thế qua đây nó đâu có thả đâu. Được không? Rồi, câu số 8. Tìm cận ngang của đồ thị hàm số y bằng 2x trừ 2 phần x cộng 1. Đây là một hàm số bậc nhất trên bậc nhất. Thì kìm cận ngang của nó chính là y. Lấy số ở trước x trên chia cho trước x dưới là 2 chia 1 là bằng 2. Đáp án là câu B. Câu số 9. Rồi, cho hàm số fx có bảng biến thiên như sau. Đồ thị hàm số fx có bao nhiêu đường tìm cận đứng? Tìm cận đứng chính là đường thẳng x bằng. Và x bằng này được xác định khi chúng ta lấy lim của y khi x tiến tới x0 cộng hoặc trừ, mà kết quả nó ra cộng hoặc trừ vô cùng thì mình sẽ đúng. Và ở đây thì mình sẽ có hai cái x mà mình quan tâm, đó là x bằng trừ 2 với là x bằng 1. Thử nha. Lim y khi x tiến tới trừ 2 trừ. Trừ 2 trừ là nó bằng 1. Không có thỏa. Phải là số. Ở dưới này là số, trên này là vô cùng mới đúng. Rồi lim y khi x tiến tới trừ 2 cộng. Nó bằng là cộng vô cùng. Vậy thì suy ra x bằng trừ 2 là tìm cận đứng. Được chưa? Còn lim y khi x tiến tới 1 cộng 1 trừ. Thì nó đều bằng 2 này, bạn thấy không? Đều bằng 2. Vậy thì nó không thỏa. Được chưa? Vậy mình chỉ có một đường tìm cận đứng là x bằng trừ 2 thôi. Rồi. Câu số 10. Cho hàm số y bằng x có bảng biến thiên như hình. Hỏi hàm số đang cho nghịch biến trên khoảng nào? Thì mình nhìn vô đây thì mình thấy nó nghịch biến là mũi tên đi xuống đó. Trên cái khoảng là từ trừ 1 đến 0 và từ 1 đến cộng vô cùng chứ.
Vậy thì đáp án của mình sẽ là câu D. Câu 11. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y bằng fx liên tục trên đoạn AB trục hoành và hai đường thẳng x bằng a, x bằng b. Trục hoành có nghĩa là y bằng 0. Nó cho hai cái y rồi, hai cái x rồi. Vậy thì đáp án của mình là câu D thôi. Tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối fx phải có dấu trị ha. Bạn nào mắt nhắm mắt mũi làm chọn câu A là sai, bởi vì thiếu trị. Câu số 12. Cho hàm số fx như f phải x, fx có đạo hàm là f phải x đề cho sẵn. Hỏi là nó mệnh đề sau đây là đúng. Mệnh đề nào sau đây đúng thì ở trong đáp án của mình toàn bộ nó liên quan đến đồng biến nghịch biến. Vậy thì bây giờ mình sẽ tính đạo hàm cho đạo hàm bằng 0. Đạo hàm bằng 0 thì sẽ tương đương với x bằng 2, x bằng trừ 5 và x bằng trừ 1. Thì cả ba nghiệm này nó đều là bội lẻ, mũ 1 nè, mũ 1 nè, mũ 3 nè, bội lẻ. Vậy thì mình làm bảng xếp nhóm như sau: trừ 5, 2, trừ 1. Bảng biến thiên nhé. Rồi, A dấu dương. Vậy thì ở sau đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống. Rồi, đồng biến trên khoảng từ trừ 1, 2. À, chỗ này phải là trừ 1 nè, chỗ này phải là 2 mới đúng nè. Sai, phải là nghịch biến. Đồng biến trên khoảng từ trừ 1 đến cộng vô cùng, sai, phải là vừa đồng vừa nghịch. Nghịch biến trên khoảng từ trừ 5 đến trừ 1, sai, phải là đồng biến. Nghịch biến trên khoảng từ trừ vô cùng đến trừ 5, đúng, câu D. Câu số 13. Bạn xác định của hàm số y bằng x trừ 2 tất cả mũ trừ 1, thì đây là một cái hàm số lũy thừa. Số mũ của mình là số trừ 1, nên suy ra cơ số của mình phát khác không? Nghĩa là x khác 2. Vậy thì suy ra đáp án là câu C. Câu số 14. Cho mặt cầu bán kính R bằng 3, tính thể tích V của mặt cầu đã cho. Thể tích V của mặt cầu đã cho. Thì V bằng gì? V bằng 4 phần 3 pi R mũ 3. Sẽ bằng là 4 phần 3 nhân pi. R mũ 3 chính là 3 mũ 3. 3 mũ 3 là mà chia cho 3 là còn 3 mũ 2. 3 mũ 2 là 9, 9 4, 3 mũ 6 à. Đáp án là câu B. Câu số 15. Cho 3 điểm ABC, tìm tọa độ trọng tâm của tam giác ABC. Thì trọng tâm thì mình sẽ lấy 3 điểm này cộng lại chia 3. 1 1 cộng B là 1 cộng trừ 1 cộng 0 là bằng 0. Không, chia 3 là cũng bằng 0. Rồi trừ 2 cộng 2 cộng 0 cũng bằng 0 luôn, 0 chia 3 bằng 0. 3 cộng 5 cộng 1 là 9, 9 chia 3 bằng 3. Vậy đáp án của mình sẽ là câu A. Câu 16. Tập xác định của hàm số y bằng 2 mũ x là. Y bằng 2 mũ x là một hàm số mũ. Vậy thì tập xác định của nó sẽ là E. R. X bằng bao nhiêu cũng được hết đó. Câu 17. Cho đường thẳng delta, một vectơ chỉ phương của đường thẳng delta là. Vectơ chỉ phương chính là ba số này, 3, 2, trừ 1. Tuy nhiên trong đáp án của mình không có 3, 2, trừ 1 mà lại có trừ 3, trừ 2, trừ 1, đúng. Bởi vì thằng này sẽ bằng thằng dưới này nhân với trừ 1, ok. Rồi. Câu 18. Hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ dưới. Tìm giá trị lớn nhất của m của hàm số y bằng trị tuyệt đối fx. Muốn tìm hàm mà giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trị thì chúng ta phải vẽ cái đó. Mình sẽ lấy phần bên dưới đối xứng qua trục OX. Đó là đường vòng màu đỏ. Còn phần nằm trên thì mình sẽ giữ nguyên. Được không? Thì trên cái đoạn từ trừ 4 đến 4 này, sau khi bạn vẽ hàm trị tuyệt đối thì bạn sẽ thấy giá trị lớn nhất của mình chính là vị trí này. Số 3. Dưới trừ 3 đối xứng lên sẽ là 3. Vậy thì đây chính là giá trị lớn nhất. Đáp án là câu D. Câu số 19. Ông Tuấn gửi 100 triệu vào ngân hàng với hình thức lãi suất kép. Kỳ hạn 1 năm với lãi suất 8%. Sau 5 năm, ông rút ra toàn bộ tiền và dùng một nửa để sửa nhà. Số tiền còn lại, ông tiếp tục gửi vào ngân hàng với lãi suất như lần trước. Số tiền lãi ông Tuấn nhận được sau 10 năm gửi gần nhất với giá trị nào dưới đây? Ý chính của bài này đó là ông này, ông có 100 triệu và ông gửi làm hai lần, hai đợt. Đợt đầu tiên ông gửi hết
Sau 5 năm ông rút ra, ông lấy một nửa ông sửa nhà. Rồi ông lại gửi tiếp vào. Bạn hiểu được không? Vậy thì để tính được số tiền lãi của 10 năm này nè, mình sẽ tính tiền lãi của 5 năm đầu cộng với số tiền lãi của 5 năm sau. Được chưa? Và công thức lãi suất kép ở đây, cô sẽ xài công thức A bằng C nhân 1 cộng R tất cả mũ N. A là gì? A là chính là số tiền. Số tiền gốc cộng số tiền lãi sau N kỳ. Được chưa? Còn C là số tiền ban đầu. Tiền gốc á. Còn 1 cộng R, R chính là lãi. Còn N chính là số kỳ. Được chưa nào? Rồi bây giờ mình bắt đầu nha. Thì đầu tiên của mình là 5 năm đầu nè, cô ghi 5D nè. Thì sẽ bằng là C nhân cho 1 cộng R tất cả mũ N. Thì sẽ bằng là 100 nhân cho 1 cộng 8% nhân cho tất cả mũ 5. Em bấm máy nha. Nó ra là xấp xỉ 146,9 triệu. Rồi. Vậy thì mình sẽ được có số tiền lãi của 5 năm đầu là số tiền lãi của 5 năm đầu là mình lấy 100 ở 146,9 mình trừ cho 100 triệu thì nó ra là 46,9 triệu. Được chưa? Mình để đó. Thế thì bây giờ mình mới nhìn tiếp theo, đó là ông lấy một nửa để sửa nhà. Vậy thì mình sẽ lấy số 146,9 này này mình chia cho 2. Thì nó ra là 73,5 triệu. Đúng không? Vậy thì A 5 năm sau của mình sẽ bằng C. C lúc sau nhân cho 1 cộng R lãi suất giữ nguyên. Số kỳ ở đây cũng là 5 luôn. Vậy thì nó sẽ bằng là 73,5 nhân với 1 cộng 8% tất cả mũ 5. Đúng không? 1 cộng 8% tất cả mũ 5. Thì nó ra là 107,9 triệu. Sắp xỉ ha. Vậy thì cái lãi của 5 năm sau nó sẽ bằng là 107,9 trừ cho 73,5. Đúng không? Trừ 73,5 là nó ra là gần bằng 34,4 triệu. 34,4 triệu. Rồi. Vậy thì sau 10 năm số tiền lãi mà ông nhận được đó chính là 46,9 cộng với 34,4. Đúng chưa? 46,9 cộng với 34,4. Thì nó ra là 8, sắp xỉ là 81,3 triệu. Thì mỗi người có một cái cách làm tròn, mình chọn số gần đúng thôi. Thì ở đây số gần đúng của mình chính là câu C, 81,4 113 triệu. Được chưa nào? Rồi đó là câu 19. Câu 20. Cho hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh L bằng 5, bán kính đáy R bằng 4, tính diện tích xung quanh của hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón thì sẽ công thức sẽ là pi RL. Thì sẽ bằng pi nhân 4 nhân 5 bằng 20 pi. Rồi đáp án sẽ là câu A. Câu số 21. Tổng tất cả các giá nghiệm của phương trình là, thì đây là một cái phương trình logarit. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt điều kiện. Thì bạn thấy logarit ở đây là của x, còn ở đây là x bình phần 2. Mà x bình phần 2 á thì nó lớn hơn 0 khi x khác 2, không đúng không? Khi x khác 0. Còn bên này là x lớn hơn 0. Vậy thì điều kiện của mình sẽ là x lớn hơn 0 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đi phân tích nó ra. Thì mình sẽ đưa về cùng cơ số ha. Phương trình 1 của mình sẽ tương đương với logarit cơ số căn 2. Căn 2 chính là 2 mũ 1 phần 2. Mũ 1 phần 2 mang ra trước thành là thành 2. 2 mà ở đây là loga bình. Đây là bình phương hệ số nên sẽ ra là 4. 4 loga cơ số 2 của x bình. Rồi trừ 6 loga cơ số 2 x bình trừ cho loga cơ số 2 của 2. Tuy nhiên cái x bình này cũng bay số 2 ra trước. Được không? Rồi. Thì nó sẽ biến thành là 4 loga cơ số 2 của x tất cả bình trừ cho 12 lần loga cơ số 2 của x
trừ 1 mà nhân với trừ 6 ở trước lại thành cộng 1, cộng 1 với 2 là cộng. Đúng không? Ở đâu? Trừ 1 nhân với trừ 6 là cộng 6, cộng 6 với 2 là cộng 8 mới đúng. Thì sẽ suy ra là loga cơ số 2 của x sẽ bằng 1 và loga cơ số 2 của x sẽ bằng 2. Vậy thì suy ra x sẽ bằng 2 và x sẽ bằng 4. Mà tổng nghiệm thì cộng 2 này lại ra 6. Đáp án câu D. Câu 22, tập nghiệm của bốc phương trình. Rồi bạn nhìn thấy đây là một bốc phương trình mũ, vậy thì mình cũng sẽ làm y chang như trên thôi. Mình đưa về cùng cơ số thôi, nhưng mà này không còn lại điều kiện. Thì căn bậc 3 của 5 nó chính là 5 mũ 1/3, vậy thì cô sẽ viết lại là 5 mũ x trừ 1/3 sẽ bé hơn 5 mũ x cộng 3. Suy ra x trừ 1/3 bé hơn x cộng 3. Rồi quy đồng lên là x trừ 1 sẽ bé hơn 3x cộng 9. Thì suy ra là 2x cộng 10 sẽ lớn hơn 0. Thì suy ra x nó sẽ lớn hơn trừ 5. Khi lớn hơn trừ 5 và đáp án của mình sẽ là câu C. Rồi, câu 23. Nguyên hàm của hàm số fx. Nguyên hàm của hàm số fx. Rồi, nguyên hàm. Nguyên hàm của 2 mũ x là bằng 2 mũ x phần log đáy bé của 2. Nguyên hàm của x là x bình khoảng 2. Vậy chắc chắn nguyên hàm phải cộng thêm c nữa. Vậy đáp án của mình sẽ là câu A. Câu 24. Tìm hàm số f lớn x biết f lớn x bằng nguyên hàm của x mũ 3 phần x mũ 4 cộng 1. Ồ. Rồi. Thì bây giờ để cho dễ hiểu á, thì cô sẽ đi dùng phương pháp đổi biến ha. Bởi vì cái phân số này chúng ta sẽ không, phân thức này chúng ta sẽ không tách được. Vậy thì ở đây mình sẽ đặt cái gì? Mình đặt t là tử hoặc mẫu, mà khi mà mình đạo hàm á, nó ra được phần còn lại thì mới là hay. Vậy thì ở đây mình sẽ đặt là x mũ 4 cộng 1 cả cái mẫu ha. Thì khi mình lấy đạo hàm nó sẽ ra là 4x mũ 3 dx. Đó. Mà phần còn lại của mình chỉ là x mũ 3 dx thôi, bạn thấy không? Vậy thì cô sẽ chia số 4 xuống. X mũ 3 dx. Rồi. Vậy thì suy ra cái f lớn x của mình bây giờ nó sẽ thành là f lớn của t. Nó chính là bằng gì? X mũ 3 dx thì nó sẽ là 1 phần 4 dt. Rồi. Cái mẫu của mình là t, vậy thì nguyên hàm của t chính là log đáy bé trị tuyệt đối của t. Mà ở đây t lớn hơn 0 rồi nên bạn có thể bỏ trị luôn. Vậy thế ngược lại nó sẽ là 1 phần 4 log đáy bé của x mũ 4 cộng 1. Cô bỏ trị là vì x mũ 4 cộng 1 lớn hơn 0 nha. Rồi. Cái này chính là fx. Đúng không? Mà d cho f0 là bằng nhiêu? 1. Vậy thì thế số 0 vô thì cái log này bằng 0. Bởi vì log đáy bé của 1 là bằng 0, vậy thì còn lại chữ C là C bằng 1. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C, 24C. Ha. Câu 25. Có bao nhiêu giá trị thực của tham số A thỏa mãn? Rồi. Bây giờ mình sẽ đi lấy tích phân thôi. Thì cái phương trình trên này của mình sẽ suy ra ha. Nguyên hàm của 4x mũ 3 sẽ là x mũ 4. Nguyên hàm của 2x sẽ là x bình. Cận chạy từ 0 đến A sẽ bằng 3 trừ A bình. Thì bây giờ mình sẽ thế cộng A vô, nó ra là A mũ 4 cộng A bình. Còn thế 0 vô thì nó bằng 0 hết rồi. Rồi. A mũ 4 cộng 2 A bình trừ 3 bằng 0. Vậy thì nghiệm của mình nó sẽ ra là A bình bằng 1 và A bình bằng trừ 3. Mà trừ 3 thì mình loại thôi. Bình phương sao bằng trừ 3 được. Vậy thì suy ra A của mình là bằng cộng trừ 1. Mà bằng cộng trừ 1 thì có hai giá trị thực. Đáp án là câu A. Câu 26. Cho hình chóp ABCD có đáy là hình vuông ABCD cạnh A, FA vuông góc ở đáy. Rồi, thể tích của khối không còn vẽ hình ha. V sẽ bằng 1 phần 3 lần chiều cao chính là SA nhân với đáy chính là diện tích của tam giác ABCD, hình vuông ABCD. Thế vô sẽ là 1 phần 3 lần A căn 2 hình vuông cạnh A nên diện tích sẽ là A bình. Vậy đáp án sẽ là A mũ 3 căn 2 phần 3. Đáp án sẽ là câu D. Câu 27. Chọn ngẫu nhiên hai số nguyên dương khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Sáng suốt để chọn được hai số có tổng là một số chẵn. Bây giờ hai số mà tổng là một số chẵn thì nó có thể là chẵn cộng chẵn hoặc là lẻ cộng lẻ, đúng không?
Bây giờ chọn hai số trong 25 số thì cái n omega của mình nó chính là bằng C2 của 25 nè. Đúng chưa? Lấy đại ra hai số trong 25 số là tổ hợp. Rồi bây giờ cái NA biến cố A của mình là tổng hai số là số chẵn. Thì trong 25 số nguyên vô đầu tiên á, nó sẽ gồm là 13 số lẻ và 12 số chẵn, đúng vậy không? Rồi. Vậy thì cái NA của mình là đầu tiên là mình lấy hai số chẵn hết. Hai số chẵn hết thì là C2 của 12. Rồi, một lẻ, hai số lẻ hết. Hai số lẻ hết là C2 của 13. Rồi bấm từ cái thằng ở dưới mẫu ra nhiêu nha. 25 C2 là bằng 300. Rồi, 12 C2 cộng 13 C2 là bằng 144. Vậy thì suy ra xác suất của mình nó chính là 144 chia 300 là bằng 12 phần 25. Đáp án sẽ là câu C. Câu 28. Cho hình H giới hạn bởi các đường y bằng trừ x bình cộng 2x trục hoành, quay hình H quanh trục y ta được thể tích khối tròn xoay có thể tích là. Rồi. Thì ở đây mình thiếu hai cộng x để mình tính tích phân, đúng không? Thì mình sẽ lập phương trình hoành độ giao điểm. Đó là mình cho trừ x bình cộng 2x trục hoành là y bằng 0 đó. Vậy thì mình sẽ ra độ là x bằng 0 với lại x bằng 2. 0 với 2. Vậy thì suy ra cái v của mình chính là pi nhân cho tích phân từ 0 đến 2 của f bình. F bình là trừ x bình cộng 2x tất cả bình. Còn cái trục hoành là y bằng 0 rồi, khỏi phải viết cho mệt đúng không? Rồi mình sẽ bấm thôi. Tích phân từ 0 đến 2 của trừ x bình cộng 2x tất cả bình chạy từ 0 đến 2. Nó ra là 16 phần 15. Vậy đáp án sẽ là 16 phần 15 B. Câu D. Câu 29. Tập hợp tất cả các điểm biểu diễn của số vức z thỏa mãn là một đường tròn có tâm bán kính R lần lượt là. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt z bằng x cộng y. Mấy câu này bây giờ cô nghĩ là bạn nào cũng biết làm rồi đó. Rồi, bây giờ mình đặt ở phương trình ở trên số 1 là sẽ trở thành ha. Viết ngang chính là số phức liên hợp là x trừ y cộng 2 trừ y bằng 4. Thì nó chính là phần thực bình cộng ảo bình trừ y trừ 1, thì cô viết thành y cộng 1 tất cả bình luôn, bởi vì bình phương của số âm là bằng số dương bình phương luôn. Bình phương của dấu trừ là coi như mất á, được không? Căn. Nhưng mà thay vì biết căn thì cô đem cô bình phương cái vế phải lên là 4 bình. Vậy thì tâm y của mình sẽ có tọa độ là trừ 2, trừ 1. Và R của mình là bằng 4. Đáp án là câu C. Được chưa? Câu 30. Cho hai số phức Z1 và Z2 phần ảo của 2Z1 cộng Z2. 2Z1 cộng Z2. Rồi bây giờ mình phải tính 2Z1 cộng Z2 cái đã. Là lấy 2 nhân với 2 trừ y. Đúng không? Cộng với lại trừ 3 trừ 3y. Thì các bạn nó bằng gì? 4, 4 trừ 3 là ra 1. Trừ 2, trừ 2 mà trừ thêm 3 nữa là trừ 5y. Vậy thì phần ảo của mình chính là trừ 5. Câu 30D. Câu 31. Số giá trị m nguyên trên đoạn từ trừ 2 đến 2022 thỏa mãn hàm số, để hàm số y bằng như thế này, đồng biến trên khoảng 1 đến 2. Ok. Bây giờ mình sẽ đạo hàm. Rồi, đạo hàm là bạn biến thiên thôi. Đồng biến nghịch biến cực trị mắc min là phải làm vậy rồi. Thằng này có dạng là em mũ u. Em mũ u đạo hàm thì sẽ bằng là u đạo hàm là 3x bình trừ 2x cộng m. Đúng không? Nhân cho em mũ u. Em mũ u. Thì cái e mũ u này thì thằng này nó luôn dương rồi. Đúng chưa? Nên bây giờ mình sẽ biện luận như sau. Để hàm số y đồng biến trên đoạn từ 1 đến 2 thì suy ra cái 3x bình trừ 2x cộng m nó phải lớn hơn 0. Bởi vì cái e mũ này dương rồi.
với mọi x thuộc đoạn từ 1 đến 2. Đúng chưa? Vậy thì suy ra m nó phải lớn hơn trừ 3x bình trừ cộng 2x với mọi x thuộc đoạn từ 1 đến 2. Mà nó lớn hơn như thế này có nghĩa là m của mình phải lớn hơn max của cái hàm số trừ 3x bình cộng 2x trên đoạn từ 1 đến 2. Thì bạn có thể đặt cái hàm số này là g, bạn đi đạo hàm là bạn biến thiên, còn không thì bạn đi chạy table. Cô chạy table nha, bởi vì hết bảng rồi. Rồi. Mod table 8 trừ 3x bình cộng 2x chạy từ 1 đến 2. Đoạn dài, độ dài là đoạn này bằng 1. Thì mình sẽ lấy 1 chia 20 luôn. Rồi mình sẽ xem giá trị lớn nhất của nó bằng nhiêu nha. Lớn nhất. Đây là mình thấy trừ 1 là lớn nhất rồi đó. Rồi. Thì rõ ràng bạn thấy là nó lớn nhất là 1 trừ 1. Từ từ nha, chỗ này phải là lớn hơn bằng mới đúng nha. Vậy thì suy ra m sẽ lớn hơn bằng trừ 1. Đúng chưa? Mà m là thuộc z nè. Rồi m là còn thuộc đoạn từ trừ 2 đến 2022 nữa. Vậy thì suy ra cô hết chỗ rồi, cô viết lên trên này thôi. Suy ra m sẽ gồm các số sau: trừ 1, 0, 1 cho đến 2022. Từ 1 đến 2022 là 2022 số. 2022 cộng thêm với trừ 1 với 0 2 số nữa là thành 2024 số. Vậy đáp án sẽ là câu C. Được chưa? Rồi đáp án là câu C. Câu 32. Trong không gian UX và Z cho hai điểm A và B, tìm tọa độ điểm C thỏa. Rồi, đây là một đẳng thức vector, vậy thì mình sẽ đi tính hết các biểu thức vector, các cái vector thôi. Đầu tiên là vector AB sẽ có tọa độ là 2, 4, 2. Rồi, vector AC có tọa độ là C chưa biết nha, là x nha. X trừ 1, y cộng 2 và z trừ 1. Rồi, vector BC cũng chưa biết điểm C luôn, sẽ có tọa độ là x trừ 3, y trừ 2 và z trừ 3. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ nhìn nè. 2AB cộng 3AC thì bằng BC. Vậy thì mình sẽ suy ra. Từ cái điều này mình sẽ suy ra. X trừ 3 là BC nè. Sẽ bằng 2 nhân A nè, AB nè. Cộng 3 nhân AC là 3 nhân x trừ 1 nè. Rồi, tới tung độ. 2Y trừ 2 sẽ bằng 2 nhân 4 nè. Cộng 3 nhân với Y cộng 2 nè. Rồi, cao độ là Z nè. Trừ 3 bằng 2 nhân với 2 cộng 3 nhân với z trừ 1. Rồi, tính nhẩm ha, nhanh ra x luôn. Thì bên này 3x, 3x trừ x là 2x. Rồi, 2 nhân 2 là 4, 4 trừ 3 là còn 1. 1 chuyển qua bên kia là trừ 1 là trừ 4 nè. Rồi, y. 3y trừ y là 2y. 2y sẽ bằng với 2 x 4 là 8, 8 cộng với 6 là 14. 14 chuyển qua kia là trừ 14, trừ 14 với trừ 2 là trừ 16. Rồi z là 2z sẽ bằng là 2 x 2 là 4, 4 trừ 3 là còn 1, 1 chuyển về bên kia là trừ, trừ 4. Rồi, vậy thì suy ra x sẽ bằng là trừ 2, y sẽ bằng là trừ 8 và z của mình sẽ bằng là trừ 2. Vậy đáp án sẽ là câu A, 32A. Câu 33. Trong không gian OX thì Z cho điểm M có tọa độ 1, trừ 2, 3, gọi Y là hình chiếu vuông góc của M lên trục OX. Phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu tâm Y bán kính IM? Mặt cầu tâm Y bán kính IM. Vậy thì bây giờ, chắc chắn để viết được phương trình mặt cầu, mình còn phải tìm điểm Y. Bởi vì có Y là có tâm, mà có Y thì cũng sẽ biết được bán kính IM luôn, đúng không? Bây giờ y là hình chiếu vuông góc của m lên trục OX thì cái điểm y này của mình nó sẽ có tọa độ là 1, 0, 0. Được chưa? Vậy thì suy ra vector im của mình có tọa độ bao nhiêu để mình tìm bán kính im nha. Im của mình là 0, trừ 2, 3. Vậy thì suy ra r chính là đoạn im thì nó sẽ bằng là căn của 4 cộng 9 là căn của 13.
đúng không? Vậy thì đáp án của mình sẽ là câu A, R bình nè, tâm y có tọa độ là 100 nè, đáp án là câu A. 23A. 34. Biết z bằng 1 phần 2 trừ 3 phần y là một nghiệm của phương trình này. Tính tổng AB. Rồi bây giờ mình có z rồi, mình thế vô thôi. Thì chỗ này mình sẽ thế vô là A nhân với 1 phần 2 trừ 3 phần 2 y. Tất cả bình trừ 2 nhân với 1 phần 2 trừ 3 phần 2 y. Cộng B bằng 0. Rồi. Bấm giùm cô thử là cái bình phương kia bằng nhiêu. Nó ra là trừ 2 trừ 3 phần 2 y. Vậy thì chỗ này nó sẽ là A nhân trừ 2 trừ 3 phần 2 y. Nhân cái số 2 này vô là trừ 2 cộng 3 y cộng B bằng 0. Rồi nhân vô thì mình sẽ được là trừ 2A. Phần thực cô viết lại với nhau nha. Rồi phần ảo là trừ 3 phần 2A y cộng 3 y bằng 0. Thì lúc này là phần thực bằng 0 và phần ảo bằng 0. Phần ảo bằng 0 là 3 trừ 3 phần 2a bằng 0 nè. Phần thực là trừ 2a trừ 2 cộng b bằng 0 nè. Rồi vậy thì suy ra a bằng nhiêu? A sẽ bằng 2 nè. Mà a bằng 2 thì 2 nhân 2, 2 nhân trừ 2 là trừ 4 trừ 6. Đúng không? Vậy thì cái b của mình phải là bằng, b của mình là bằng nhiêu? Mình trừ 6 thì bằng 6 hả? Coi từ từ. Trừ 2 trừ 3 phần 2. Cái chỗ này nó lạ lắm. Trừ 2. À trừ 3 phần 2. Trừ 2 cộng 3 y. Rồi. Trừ 2a. Trừ 2 cộng b. Ok. Trừ 3 phần 2a cộng 3 y. Rồi. Thì cái a của mình bằng 2. A bằng 2 đúng rồi. A bằng 2 thế xuống dưới đây là trừ 6 là B bằng 6. Rồi vậy thì nó nói là lấy A cộng B. Ủa A cộng B là sao bằng cái này đâu ta? À sai chỗ này nè mấy bạn. Trừ 2 nhân với 1 phần 2 là trừ 1 thôi. Đó là trừ 1. Chỗ này là trừ 1. Vậy thì cái B của mình bằng 5. Mà 2 cộng 5 thì bằng 7. Đáp án là câu A. Câu 35, cho lăng trụ đều ABC, A phải B phải C phải, có cạnh đáy là cạnh bên là, M là trung điểm, tính góc. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ cái hình trước đã. Thì lăng trụ đều là lăng trụ đứng, có đáy là tam giác đều. Được chưa? Lăng trụ đứng có đáy là tam giác đều, vẽ cái hình này nha. A phẩy B phẩy C phẩy A B C. M là trung điểm của AC. Rồi tính góc, tính số đo góc tạo bởi MC phẩy và mặt phẳng ABCD. Rồi góc giữa đường và mặt, góc giữa đường và mặt là góc giữa đường và hình chiếu. Thì hình chiếu của M, bây giờ mình sẽ dựng hình chiếu của M nha. Hình chiếu của M thì mình có A phải vuông góc rồi. Vậy thì từ M này mình sẽ kẻ vuông góc xuống thì nó sẽ vuông tại điểm N. Được không? Vậy thì hình chiếu của M chính là N. Cô viết lại MC phẩy nè. Hình chiếu của M chính là N. Còn C phẩy thì chính là nó luôn. Bởi vì nó giao với lại đường với mặt này là tại điểm C phẩy đúng không? Vậy thì nó chính là góc MC phẩy N. MC phẩy N là góc này. Rồi. Nó nói là cạnh đáy là 2A. 2A vậy thì cạnh NC phẩy này là bằng A. Chiều cao cạnh bên, cạnh bên là A, vậy thì cạnh này là A. Đúng không? Vậy thì dẫn đến tam giác MNC phẩy đều ở vuông cân. Vuông cân tại N. Mà vuông cân tại N thì suy ra góc MC phẩy N có phải là góc ở đáy không? Mà góc ở đáy thì sẽ bằng 45 độ. Vậy đáp án là câu D.
Câu 36, gọi m lớn m nhỏ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y bằng trị tuyệt đối của trừ x mũ 3 cộng 3x bình cộng a trên đoạn từ trừ 1 đến 2. Tìm tổng các giá trị của a để m lớn cộng m nhỏ bằng 3. Rồi, thì để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất thì chúng ta sẽ đi xét cái hàm ở bên trong trị. Xét hàm số fx đi ha, mình đặt là fx. Fx bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình cộng a. Rồi thì mình sẽ đi đào hàm lại bảng biến thiên ha. F phải x sẽ bằng là trừ 3x bình cộng 6x. Cho nó bằng 0 thì mình được là x bằng 0 và x bằng 2. Rồi, bảng biến thiên của mình sẽ như sau. Rồi, vì nó khá là chậm nên cô sẽ đi tính đi đào hàm hai làm bảng biến thiên hai dòng thôi nha, là x với fx thôi. Là 0 nè, 2 nè. Và cái đoạn này của mình là từ trừ 1 ha. Trừ 1 đến 2. Thì trừ 1 nè, 2 nè, 0 ở giữa đi. Rồi, thì đây là 0, 0. 0 là nghiệm, 2 là nghiệm. Trong trái ngoài cùng thì trong này sẽ là cộng đúng không? Cộng là đi lên. Còn bên này sẽ là trừ là đi xuống. Được chưa? Rồi. Tiếp tục. 0 mình thế vô. Thì nó đây là A. 2 mình thế vô nó đây là a cộng 4. Trừ 1 mình thế vô nó cũng ra là a cộng 4 luôn. Rồi, thì đây chính là bảng biến thiên của hàm fx, hay nói cách khác là mình đã biết được cái dáng của đồ thị của fx rồi. Bây giờ mình sẽ đi xét cái thằng trị. Thì bây giờ về trị tuyệt đối á, nó sẽ có 3 trường hợp. Nó sẽ có 3 trường hợp như thế này. Đó là nó sẽ nằm hẳn ở trên như đây. Bạn hiểu không? Rồi, hoặc là nó nằm hẳn ở dưới như thế này. Hoặc là nó nằm lưng lửng như thế này, được chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ xét trường hợp 1. Trường hợp 1 của mình là a lớn hơn hoặc bằng 0. A lớn hơn bằng 0, đây là a nè, đây là a cộng 4 nè. Thì suy ra cái mắt của mình á là m lớn á chính là a cộng 4, còn m nhỏ của mình á là a. Vậy thì suy ra m cộng m thì nó sẽ bằng là 2a cộng 4 bằng 3. Vậy thì suy ra a của mình sẽ bằng là trừ 1 phần 2. Đúng không? A của mình bằng trừ 1 phần 2 thì suy ra a mình bằng trừ 1 phần 2, a của mình bằng trừ 1 phần 2. Nhưng mà ở đây a phải lớn hơn bằng 0 nên cái trường hợp này là mình loại. Rồi, bạn hiểu vấn đề chưa? Bây giờ trường hợp số 2. Trường hợp số 2 là cái a cộng 4 của mình bé hơn hẳn 0 luôn. A cộng 4 bé hơn bằng 0. Có nghĩa là a của mình bé hơn hoặc bằng trừ 4. Mà nó bé hơn bằng 0 á, thì suy ra là hàm của mình là hàm trị mà. Hàm trị của mình thì mình phải đi đối xứng lên. Đối xứng lên thì nó sẽ như thế này. Đúng không? Dưới này là A thì đối xứng lên sẽ là trừ A. Cho nên là trừ A trừ 4. Hiểu được chưa? Còn ở dưới thì mình bỏ đi. Vậy thì suy ra lúc này mắt của mình á, là nó bằng trừ A trừ 4. Ở đâu? Trừ A thôi. Mắt của mình là trừ A. Rồi còn min của mình á, là bằng trừ A trừ 4. Vậy thì suy ra m lớn cộng m nhỏ chính là bằng trừ 2a trừ 4 là bằng 3. Vậy thì suy ra là a của mình nó sẽ bằng là 7 phần trừ 2. Và 7 phần trừ 2 là trừ 3,5. Trừ 3,5 thì không có bé hơn hoặc bằng trừ 4 nên cái trường hợp này cũng loại luôn. Rồi, được chưa? Trường hợp cuối cùng. Trường hợp cuối cùng là nó nằm như thế này. Đúng không? Thì khi mà nó nằm như thế này á thì là mình sẽ đối xứng lên, đối xứng phần bên dưới lên. Thì khi đối xứng phần bên dưới lên nó sẽ có hai khả năng. Bây giờ cô ghi từ từ trước đã nha. Trường hợp số 3 của mình là a thì bé hơn 0, còn a cộng 4 thì lớn hơn 0. Có nghĩa là a bé hơn 0 và a lớn hơn trừ 4. Được chưa? Thì nó min của mình chắc chắn là cái vị trí này rồi. Mà min như thế này có nghĩa là giống với y là nó bằng 0 rồi, min là nó bằng 0 rồi. Còn bây giờ mắc bằng bao nhiêu, mắc bằng bao nhiêu thì phụ thuộc vào cái a với a cộng 4. Vậy thì nó sẽ xảy ra cái trường hợp như thế này. Cái trường hợp này là trừ a của mình là bé hơn a cộng 4 ha. Còn cái trường hợp này nữa, đó là khi bạn đối xứng lên thì cái a của mình nó lớn hơn. Cái trừ a của mình nó lớn hơn a cộng 4. Để hiểu được không? Rồi, thì bây giờ lại có một cái trường hợp nhỏ nữa là trừ a nó lớn hơn a cộng 4.
trừ a nó lớn hơn a cộng 4 là trừ 2a nó lớn hơn 4, nghĩa là a của mình nó sẽ bé hơn trừ 2, được không? A của mình nó bé hơn trừ 2 thì suy ra max của mình là bằng trừ a, còn min của mình chắc chắn là bằng 0. Vậy thì suy ra m cộng m bằng 3 nó sẽ tương đương với trừ a bằng 3, thì suy ra là a bằng trừ 3. Trừ 3 thì có bé hơn trừ 2 nên là trường hợp này nhận, được chưa? Rồi trường hợp số 2 là cái trừ a của mình bé hơn a cộng 4, thì suy ra là a của mình nó sẽ lớn hơn trừ 2. A của mình nó lớn hơn trừ 2 thì suy ra max của mình á là nó bằng a cộng 4. Còn cái min của mình chắc chắn là bằng 0. Vậy thì suy ra max cộng min nó sẽ tương đương với a cộng 4 bằng 3. A cộng 4 bằng 3 thì suy ra a bằng trừ 1. Mà a bằng trừ 1 thì nó có lớn hơn trừ 2 nên là trường hợp này cũng nhận. Vậy chốt lại là mình chỉ có hai cái a này thôi, là a bằng trừ 3 và a bằng trừ trừ 1. 3 với lại trừ 1. 3 với trừ 1. Trừ 3 với trừ 1, vậy thì cộng hai thằng này lại là ra câu D, đáp án D. Câu 37. Rồi, câu 37 này cô chừa chỗ dài hơn. Cho hai hàm số fx và gx. Fx là một cái bậc 4, gx là một cái bậc 3. Biết hàm số y bằng fx trừ gx có 3 điểm cực trị. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường y bằng f phẩy và y bằng g phẩy nha. Vậy thì công thức tính diện tích của mình sẽ là tích phân từ hai số này chưa biết ha. Nhưng mà bên trong nó chính là f phẩy trừ g phẩy. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đi tính f phẩy trước. Thì f phẩy x sẽ bằng gì? F phẩy x sẽ bằng 4a x mũ 3 cộng 3b x bình cộng 2 c x cộng 3. Rồi g phẩy của mình thì sẽ bằng là 3m x bình cộng 2n x trừ 1. Đúng chưa? Rồi, bây giờ mình đi nhìn vào cái hàm số y. Y là fx trừ g có 3 điểm cực trị, vậy thì mình sẽ lấy cái y này mình đạo hàm. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ lấy y này đạo hàm. Thì y phải nó sẽ bằng là f phải x trừ g phải x. Đúng chưa? F phải trừ g phải thì cô sẽ viết lại, cô lấy thằng trên cô trừ thằng dưới ha. Thì nó sẽ ra là 4a x mũ 3 trừ cộng cho 3b trừ 3m x bình cộng cho 2c trừ 2n x cộng cho 4. Đúng không? Rồi. Thì để có 3 điểm cực trị thì mình sẽ cho cái y phải này bằng 0. Đúng không? Thì cái y phải này của mình này các bạn, nó là một cái hàm số bậc 3 thì nó sẽ được viết lại dạng tích như sau, hệ số của mình là 4a viết lại thì nó sẽ là x trừ nghiệm thứ nhất nhân x trừ nghiệm thứ hai nhân x trừ nghiệm thứ ba nhân x trừ nghiệm thứ nhân x trừ nghiệm thứ hai và nhân cho x trừ nghiệm thứ ba. Và ở đây đề nó cho ba nghiệm này luôn rồi, là trừ 1, 2, 3. Vậy thì cô sẽ điền vào đây nè. Hiểu được không? Rồi. Thì bây giờ mình muốn tính được diện tích thì mình phải biết được A. Bởi vì khi có A rồi thì mình mới điền vào trong cái dấu trị này được. Rồi mình mới tìm được hai cái cận. Hiểu chưa? Rồi. Bây giờ làm sao để tìm A? Thì bây giờ cô đi tính lại một cái y phẩy. Bây giờ cô tính y phẩy của không nha. Y phải của 0 nó chính là f phải của 0 trừ cho g phải của 0 là bằng là cô thế x bằng 0 á, thì là 0 0 0 là nó ra là 4a nhân với lại trừ 6 trừ 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 nhân trừ là cộng là 6 là bằng 24a. Đúng không? Rồi, ở trên này cô cũng đi tính f phải của 0 ha, f phải của 0 trên này là bằng 3. Dưới này là g phẩy của 0 là lại bằng trừ 1. Vậy thì suy ra f phẩy 0 trừ g phẩy 0 thì nó sẽ bằng là 3 trừ cho trừ 1 là 3 cộng 1 là bằng 4. Đúng không? 3 cộng 1 là bằng 4. Vậy thì mình sẽ suy ra được là 4 bằng 24a. Vậy thì suy ra a là bằng 1 phần 6. Đúng chưa? Rồi. A bằng 1 phần 6. Vậy thì suy ra là mình đã có được cái bên trong trị rồi. Bây giờ mình chỉ thiếu hai cái số này thôi. Thì rõ ràng là khi bạn cho y phải bằng 0 thì nó có ba nghiệm. Trên đầu đề nói rồi là x bằng trừ 1, x bằng 2 và x bằng 3, đúng không?
Vậy thì cái cộng của mình sẽ là chạy từ trừ 1 đến 3, đúng chưa? Vậy thì suy ra S của mình chính là tích phân từ trừ 1 đến 3 rồi của 4 nhân 1 phần 6 x cộng 1 nhân x trừ 2 nhân x trừ 3 dx. Được chưa nào? Rồi. Thì bạn bấm cái trị tuyệt đối này thôi. À, bạn bấm cái tích phân này thôi. X cộng 1 nhân với x trừ 2 nhân với x trừ 3 rồi nó ra là 71 phần 9. Vậy đáp án của mình sẽ là câu B. Rồi chuyển qua câu 38. Cho hình chóp đều SABCD có cạnh đáy bằng A, cạnh bên bằng 2A. O là tâm của đáy, gọi M là trung điểm của SD. Tính khoảng cách từ M đến mặt SAB. Rồi đây là một bài toán khoảng cách. Thì để làm được bài toán khoảng cách đó, thông thường nha, thông thường thì chúng ta sẽ quy về khoảng cách từ chân đường vuông góc, và chân đường vuông góc của cái hình này ở đây là điểm O, vậy thì mình sẽ cố gắng đưa về điểm O. Thì ở đây khoảng cách từ M M đến mặt SAB thì cô sẽ đưa về khoảng cách từ D trước. Khoảng cách từ D đến mặt SAB. Được không? Thì để đưa về khoảng cách từ D á, thì bạn hãy xem là cái đường MD nè, nó cắt mặt SAB tại đâu. MD, đường này kéo dài nó sẽ cắt mặt SAB tại S. Vậy thì mình sẽ đi lập tỷ lệ là SM bằng bao nhiêu lần SD. Thì rõ ràng mình thấy là SM bằng 1 phần 2 lần SD đúng không? Bởi vì M là trung điểm. Nên khoảng cách từ M sẽ bằng 1 phần 2 lần khoảng cách từ D. Được chưa? Rồi. Và điểm mong muốn của mình vẫn là điểm O. Ha. Rồi. Lại tiếp tục. Cái khoảng cách từ D này nè, bạn xem thử nó bằng bao nhiêu lần khoảng cách từ O. Số 1 phần 2 cô viết lại ha. Khoảng cách từ O. Thì khoảng cách từ O đến mặt SAB. Khoảng cách từ O đến mặt SAB. Khoảng cách từ O đến mặt SAB thì bạn xem cái đường DO của mình nè, DO nó cắt mặt SAB tại đâu? DO nó cắt mặt SAB tại B. Tại B nha. Vậy thì khoảng cách từ D nó sẽ bằng 2 lần khoảng cách từ O. Nhân với 2 lần khoảng cách từ O. Vì sao? Vì DB nó bằng 2 lần OB. Được chưa? Vậy thì chỗ này nó sẽ bằng là khoảng cách từ O. Đúng không? Rồi, ở đây bạn là có thể là làm trực tiếp luôn, là bởi vì O là trung điểm của BD thì cái đường MO này nè nó song song với lại thằng mặt SAB, hoặc là cách số 2 nha. Cách số 2. Cô lỡ ở trên ghi C2 thì dưới này là C1 ha, cách 1 ha. Là vì MO nó song song với lại SB chứa trong mặt SAB. Đúng không? Có nghĩa là nó song song với mặt SAB á, nên suy ra khoảng cách từ M đến mặt SAB thì nó sẽ bằng khoảng cách từ O đến mặt SAB. Được chưa? Rồi. Tóm lại là bây giờ mình đi sẽ tính khoảng cách là từ cái điểm O. Được không? Thì từ cái điểm O này chúng ta sẽ đi vẽ ba nét. Nét thứ nhất là nó vuông góc với lại đường AB thì nó chính là được vuông tại trung điểm luôn. Rồi cách thứ hai là mình đẩy lên trên đỉnh. Và nét thứ ba là mình kẻ nó vuông góc qua bên cái đường mới vẽ đó, thì cô gọi đây là N ha. Cô gọi đây là N. Điểm này là N. Thì cái đường điểm này là chính là H. Được chưa? Thì nó sẽ bằng là đoạn OH. Rồi, bây giờ làm sao để tính OH đây? Thì dễ thôi. Cái ON của mình á, ON thì nó sẽ bằng là BC chia 2, mà BC là A chia 2. Đúng không? Rồi mình sẽ tìm được cạnh SO. SO thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của SB bình trừ OB bình. Mà SB bình chính là cạnh bên, là căn của 4A bình. 4A bình trừ cho OB. OB chính là BD. BD là cạnh A căn 2 chia A căn 2 đúng không? Vậy thì OB chính là A căn 2 chia 2. Thì bình phương lên là sẽ là A bình phần 2. Vậy thì nó sẽ ra là 4 x 2 là 8, 8 trừ 1 là 7, là A căn 14 phần 2 thì phải. Cô bấm máy tính cho chắc, nhiều khi tính nhẩm xàm xàm lắm. Đúng rồi, A căn 14 phần 2.
A căn 14 phần 2. A căn 14 phần 2. Rồi. Đó là SO. Vậy có SO rồi, có ON rồi thì bạn tính OH bằng một cách đó là 1 phần OH bình sẽ bằng 1 phần SO bình cộng 1 phần ON bình. Đúng chưa? Thì bạn thế số vô thì bạn sẽ ra được OH. Rồi cô thế số cho cô bấm nha. Nó ra là A căn 210 phần 30. Và đáp án sẽ là câu D. Câu 39 có bao nhiêu giá trị dương của số thực A sao cho phương trình Z bình cộng Z cộng 2A bình bằng cộng A bằng 0 có nghiệm phức Z không thỏa. Thì cái bài này mình cũng gặp mấy lần rồi đúng không? Bây giờ để nó có nghiệm phức thì mình phải phân tích ra rằng là đây là một cái phương trình bậc 2 thì nó sẽ có hai trường hợp về nghiệm. Đó là nếu mà delta lớn hơn bằng 0 á thì phương trình này là có nghiệm thực. Còn nếu mà delta bé hơn 0 á thì phương trình này có nghiệm phức. Phức là cái nghiệm có liên quan đến chữ y á, được không? Rồi vậy bây giờ mình sẽ xét hai trường hợp ha. Thì delta lớn hơn bằng 0. Delta lớn hơn bằng 0, trường hợp 1. Delta lớn hơn bằng 0 thì sẽ suy ra delta bằng B bình nè, trừ 4AC nè. Lớn hơn bằng 0 thì nó sẽ ra là trừ 8A bình trừ 4A cộng 1 lớn hơn bằng 0. Thì nó sẽ có hai nghiệm nó sẽ ra điều kiện là cái A của mình nó sẽ nằm trong giới hạn là từ trừ 1 trừ căn 3 phần 4 bé hơn bằng A bé hơn bằng trừ 1 cộng căn 3 phần 4. Được chưa? Rồi, thì lúc này cô đặt cái phương trình ở trên này là phương trình 1 ha. Thì phương trình 1 của mình có nghiệm thực, thỏa z không, mô đun của z không bằng 1. Nghiệm thực thì cái dấu này được hiểu là dấu trị tuyệt đối. Vậy thì cái z0 của mình nó sẽ có hai trường hợp là 1 hoặc là trừ 1. Được không? Z0 bằng 1 hoặc là z0 bằng trừ 1. Thì bây giờ mình sẽ đi thế từng cái nghiệm này vô. Bây giờ z0 bằng 1 thì phương trình 1 của mình thành, phương trình 1 của mình sẽ thành gì đây? Thành 1 cộng 1 cộng 2a bình cộng a bằng 0. Thì nó ra là 2a bình cộng a cộng 2. Thì bạn bấm cái phương trình bậc 2 này đi. Nó sẽ ra vô nghiệm. Vô nghiệm có nghĩa là nó không có nghiệm thực nha. Lưu ý là đang làm nghiệm thực nha bạn nha. Rồi thì nó sẽ vô nghiệm. Rồi. Trường thứ hai là mình sẽ thế z0 bằng trừ trừ 1. Thì phương trình 1 của mình sẽ thành là 2. À quên. Trừ 1 chứ. 1 chứ. Sẽ thành gì đây? Sẽ thành 1 trừ 1 cộng a bình cộng 2a bình cộng a bằng 0. Thì nó sẽ ra là 2a bình cộng a. 2a bình cộng a sẽ bằng 0. Vậy thì a nó sẽ bằng là 0. Hoặc là a của mình nó sẽ bằng là trừ 1 phần 2. Đúng chưa? Ngay chỗ này là mình đã loại luôn. Loại luôn bởi vì trên đề của mình nó yêu cầu là a dương. Nên là chỗ này là mình sẽ không có a. Ha, mình sẽ không cần phải suy nghĩ cái điều kiện trên này có thỏa hay không, mà mình bám vào cái yêu cầu đề đó là a lớn hơn không thì nó không có a thỏa rồi. Được chưa nào? Rồi, chúng ta chuyển qua trường hợp số 2. Trường hợp số 2 là delta của mình bé hơn 0. Delta của mình bé hơn 0 thì suy ra cái a của mình nó lớn hơn trừ 1 cộng căn 3 phần 4 và a của mình nó bé hơn trừ 1 trừ căn 3 phần 4. Rồi. Thì phương trình 1 có nghiệm phức. Được không? Phương trình 1 có nghiệm phức. Z1 và Z2 liên hợp với nhau. Liên hợp nhau. Được không? Rồi. Ta có mô đun ở trên đề bài á, là yêu cầu là mô đun của Z0 là bằng 1. Vậy thì suy ra mô đun của Z0 bình sẽ bằng 1 luôn. Mà mô đun của Z0 bình chính là bằng Z1 nhân Z2 bằng 1. Mà Z1 nhân Z2 chính là tích của hai nghiệm thì nó sẽ bằng C trên A theo định lý VS đảo. Là a bình cộng a bằng 1.
Vậy thì suy ra A của mình sẽ bằng bao nhiêu? Chuyển số trừ 1 qua mình bấm thì mình sẽ ra là trừ 1 với lại 1 phần 2. Đúng không? Trừ 1 với 1 phần 2. Thì mình mới nhìn lên trên cái điều kiện ở trên này. Trừ 1 cộng căn 3 phần 2 nó chính là 0,18. Còn trừ 1 trừ căn 3 phần 2 nó chính là trừ 0,68. Vậy thì trừ 1 là nó bé hơn trừ 0,68, nhận. 1 phần 2 thì nó lớn hơn 0,18, nhận luôn. Tuy nhiên là A của mình phải lớn hơn 0. Vậy thì suy ra là A bằng 1 phần 2 thôi. Được không? Vậy thì mình chỉ có một nghiệm A, một ẩn ha. Một giá trị thực của A duy nhất. Đáp án là câu B. Rồi câu 40. Cho lan trụ đứng ABC, A phải B phải C phải, biết rằng góc giữa hai mặt phẳng là 30 độ, tam giác đều, tính thể tích của lan trụ. Rồi vẽ cái hình cái đã. Vẽ cái hình cái đã rồi tính tiếp. Lan trụ đứng ha, lan trụ đứng. Rồi bắt đầu thế vô B, C. Các cô đại ở trên là phẩy đi, ở dưới là A, B, C. Thì góc giữa đường thẳng A phẩy B, C, A phẩy B, C. Hai. Ở góc giữa hai mặt phẳng chứ, A phẩy B, C, phải BC. Và mặt ABC là 30 độ. Là 30 độ. Rồi, tam giác A phẩy BC là tam giác đều. Tam giác đều. Tam giác đều thì hai ba cạnh này bằng nhau. Đúng không? Và diện tích bằng căn 3. Bây giờ mình mới đi phân tích cái đề nè. Hai cái mặt bên này là hai cái hình chữ nhật, đúng không? Tam giác A phẩy AB, A phẩy AC có hai cạnh này bằng nhau. Thêm với chung cạnh AA phải nữa, vậy thì hai tam giác này nó bằng bằng nhau. Đúng chưa? Hai tam giác này bằng nhau, vậy thì cạnh này là bằng cạnh này nè. Rồi. Đó, vậy thì đáy của mình là một cái tam giác cân tại A, ok chưa? Rồi bây giờ nó nói là thể tích khối lăn trụ ABC A phải B phải C phải bằng bao nhiêu. Bây giờ nó có một cái ý là diện tích của tam giác A phẩy BC, diện tích tam giác A phẩy BC là bằng căn 3. Thì cái diện tích này á, diện tích của tam giác này á, là nó bằng BC cạnh bình căn 3 chia 4. Đó. Vậy thì suy ra được cạnh BC bình là bằng 4. Mà BC bình bằng 4 thì BC sẽ bằng 2. Được chưa? BC bình bằng 4 thì BC bằng 2 rồi, ok. Sau khi mình có BC bằng 2 rồi thì mình coi như là cái ý diện tích này là xong rồi. Bây giờ mình mới nhìn qua cái chỗ góc giữa hai mặt A phải BC và ABC. Thì hai mặt này giao tuyến của nó là BC. Để xác định góc thì chúng ta phải đi vẽ thêm đường vuông vuông góc. Thì trong mặt A phải BC mình sẽ kẻ một cái đường vuông góc với BC, nó chính là trung điểm của BC. Rồi cái A này mình nối qua. Được chưa? Thì cô gọi đây là điểm M ha. Thì mình có vuông này, vuông nè, vậy thì nó chính là góc A'MA bằng 30 độ. Được chưa? A'MA bằng 30 độ. A'MA bằng 30 độ. Vậy thì bây giờ làm sao để tìm được AM đây? Làm sao để tìm được AM? Có AM thì mới tìm được AA phải lận. Đúng không? Rồi. Bây giờ mình có một cái dữ kiện nữa là cái A phẩy M mình tìm được. Không cần tìm AM mà đi tìm A phẩy M. Thì cái A phẩy M nó sẽ bằng là BC. A phẩy M nó là đường cao của tam giác đều thì nó sẽ là bằng BC nhân căn 3 chia 2. 2 nhân căn 3 chia 2 là bằng căn 3. Đúng không? Là A phẩy M bằng căn 3. Rồi, có A phẩy M bằng căn 3 rồi thì mình sẽ tìm được AM. Thằng này là huyền, thằng này là kề. Là cốt. Cốt của góc 30 độ thì sẽ bằng kề chi huyền là AM trên A phẩy M.
thì suy ra cái AM của mình nó sẽ bằng cos 30. Cos 30 là căn 3 trên 2 nhân với A'M là nhân với căn 3 là nó ra là 3 phần 2. Rồi, là bằng 3 phần 2. Vậy thì tìm được AA phải. AA phải sẽ bằng căn bậc 2 của A'M bình trừ cho AM bình, đúng không? Thì nó sẽ bằng là 3 trừ cho căn của 3 trừ cho 9 phần 4 thì nó ra là căn 3 phần 2. Đó, căn 3 phần 2. Rồi, xong hết rồi đó, đầy đủ hết cái dữ kiện rồi. Bây giờ mình sẽ đi tính thể tích thôi. Thì thể tích của khối lăn trụ này sẽ bằng gì? Sẽ bằng AA phẩy nhân với diện tích của ABC. AA phải là căn 3 trên 2. Diện tích của ABC chính là 1 phần 2 lần AM. Chỗ này cô viết lại nha. 1 phần 2 lần AM nhân với BC. Được không? Rồi, bằng căn 3 trên 2 nè, nhân với 1 phần 2 nè. AM là 3 phần 2 nè. BC, BC này tính bằng nhiêu ta? BC bằng bằng 2. Vậy thì nó sẽ ra là 2 2 hết. 3 căn 3 phần 4. 3 căn 3 phần 4 đáp án là câu C, 40C. Rồi, câu 41. Cho khối chóp XABC D có đáy là hình thoi tâm O. Độ dài cạnh SA bằng A, ABC bằng 120 độ. Các cạnh SA, SB, SC, SD bằng A căn 3. Góc giữa hai mặt này là 60 độ. Rồi, bài này nó lại không cho đường vuông góc với đáy. Nghe. Bây giờ mình phải đi khai thác cái thông tin đó là đáy là hình thoi cái nè. Đáy là hình thoi. Thì có cho mình được cái gì không? Nếu mà không cho mình được cái gì thì mình phải đi làm nó cực hơn một chút. Rồi, SA, SB, SD, SA, SB, SD. Rồi, SA, B, C, D. Góc ABC. ABC vậy thì cô sẽ ký hiệu từ đây nha. Ký hiệu A nè, B nè, B bên này đi. C, D. Rồi, SA, ABC. A, B, C, D. A, B, C, D. Từ để cái đỉnh ở đâu cho nó hợp lý chút. Bây giờ cô để đỉnh A dưới này. A, B, C, D. Đúng rồi, cô để đỉnh A dưới này đi. B, C, D. Tại sao? Tại vì cái góc ABC là nó bằng 120 độ. Cái thằng này nó bằng 120 độ. Rồi mình bắt đầu nha. Xin lỗi mấy bạn, tại cô có điện thoại á. Rồi, bây giờ mình có góc ABC là bằng 120 độ. Vậy thì cái góc BAD của mình là bằng 90 độ. Nghĩa là tam giác BAD là tam giác đều. Đúng không? Tam giác đều. Đó, mình phải đi phân tích cái đề ha. Thì tam giác này là tam giác đều. Xong rồi đề nó lại cho là SA bằng SB bằng SD. Vậy thì nghĩa là khối chóp S ABD là khối chóp tứ diện đều. Có đáy là tam giác ABC là tam giác đều, các cạnh bên bằng nhau, đúng chưa? Vậy thì đường cao của nó chính là, bây giờ mình sẽ lấy một cái trọng tâm. Mình sẽ lấy trọng tâm của đáy. Trọng tâm của tam giác ABD. Mình lấy trọng tâm của tam giác ABD. Rồi bây giờ cô gọi đây là hình thoi, này là hình thoi tâm O đúng không? Hình thoi này là hình thoi tâm O. Rồi. Trên O này cô lấy cái H, H là trọng tâm. Vậy thì từ H này mình dựng thẳng đứng lên thì nó chính là đường cao của cái hình chóp này. Được chưa? Rồi, đây là được S ha. Đây là SB. À không, hết nít đất rồi. Giờ nít liền thôi. Được chưa? Vậy thì sau khi mình phân tích cái đề ra ha, thì mình tìm được đường cao của hình rồi.
Nói chung là nó cho mình hình thoi mà nó cho thêm góc 120 độ hoặc là 60 độ thì chắc chắn là cái hình thoi này sẽ có cái sự đặc biệt. Rồi, S. A bằng FB bằng SD. SH là đường vuông góc với. Đấy. Góc giữa mặt SBD và mặt ABCD là bằng 60 độ. 60 độ. Rồi. Thì hai cái mặt này giao nhau tại BD. Hai mặt này giao nhau tại BD. Nên là mình có là AO vuông góc với lại BD. Rồi BD vuông góc với lại SH nữa. Nên BD sẽ vuông góc với cả mặt SHO. Nghĩa là nó vuông góc với SO luôn. Đúng không? Rồi vậy thì góc của mình chính là góc SOA. SOA bằng 60 độ. Rồi bây giờ thể tích của khối này tính là sao? V của SABCD sẽ bằng 1 phần 3 lần SO nhân với diện tích của ABCD. Rồi. À, quên xin lỗi SH chứ. Đường cao là SH mà. Rồi bây giờ đáy của mình là cạnh A. Vậy thì cái chỗ này nè. Thay vì tính diện tích của ABCD thì nó chính là hai lần diện tích của tam giác ABD. Cô chọn tam giác ABD bởi vì ABD là tam giác đều cho dễ làm, mấy bạn hiểu không? Rồi. Tam giác đều thì cái thằng này nó chính là A bình căn 3 chia 4 rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu SH thôi. Thì SH tính như thế nào đây? Mình có là AO. AO là đường cao của tam giác đều thì AO sẽ bằng A căn 3 chia 2. Đúng không? Rồi. HO á, thì nó lại bằng là 1 phần 3 lần AO. Thì nó sẽ bằng là A căn 3 chia 6. Đúng chưa? Rồi thêm cái góc SOH này bằng 60 độ. Vậy thì tìm SH bằng tan. SH chính là bằng tan của góc SOH nhân với HO. Thì nó là bằng tan của 60. Tan của 60 là bằng căn 3. Đúng không? Tự nhiên sao ngu ngu vậy? Không nhớ luôn. Đúng rồi, căn 3. Vậy thì OH của mình nó chính là bằng A căn 3 phần 6 nhân với căn 3. Thì nó ra là A phần 2. Đúng chưa? Vậy thế bên đây là A phần 2. A phần 2 rồi, vậy thì nó sẽ ra là A mũ 3 căn 3 chia 10, 12. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C, 41C. Rồi, câu 42. Cho hình trụ tròn xoay có đường cao h bằng 6, hai đáy là hai đường tròn tâm O phải. Rồi bán kính và mặt phẳng B đi qua trung điểm M của trục tại với đáy một góc 60 độ. Rồi bây giờ vẽ cái hình đi ha. Vẽ cái hình. Hình trụ nha, hình trụ nha. Rồi. Ok. Đây là hình trụ. Rồi. Mình sẽ xóa cái ở trong này cho nó ra nét đất. Rồi. Ở đây là trục OO phẩy nha. OO phẩy. OO phẩy. Rồi bây giờ M là trung điểm của OO phẩy. M. Thì có một cái mặt phẳng nó đi qua M và nó tạo với đường tròn tâm các đường tròn đáy tâm O tại hai điểm A và B. Rồi. Thế thì bây giờ cô lại để cái đáy này là đáy tâm O này. Rồi cái ô phải cô dời lên trên cho nó dễ nhìn. Được chưa? Rồi. Nó cắt tại AB đúng không? A đây. Rồi B đây. A. B. Được chưa? Nó tạo với đáy một góc 60 độ. Rồi. Vậy thì bạn thấy là cái mặt phẳng B này của mình chính là mặt MAB á, nó giao với đáy tại đường AB. Thì trong đáy là mình được cái không? Cô gọi thằng này là M đi hả? M rồi N đúng không? Thì mình được ON vuông góc với AB. Vuông không ta? Từ
từ nha. Vuông, bởi vì tam giác này là tam giác vuông cân ha, nên là xin lỗi, tam giác MAB là tam giác cân, nên là MN nó sẽ vuông góc với lại AB. Rồi dưới đáy là ON cũng vuông góc với AB, vậy thì cái góc này chính là góc 60 độ này. Đấy, góc này là góc 60 độ. Đúng không? Rồi bây giờ tính diện tích của tam giác OAB. Tính diện tích của tam giác OAB. Rồi. Diện tích của tam giác OAB. 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 Thì diện tích của tam giác OAB sẽ bằng là 1 phần 2 nhân với lại ON nhân với lại AB. Đúng chưa? Bây giờ người ta cho đường cao là bằng 6, vậy thì cái đoạn OM của mình là bằng 3. Rồi bán kính ở đây, bán kính đấy là bằng 3, vậy thì thằng này bằng 3 nữa. Rồi bây giờ làm sao để mình tìm được ON và AB đây? Làm sao để mình tìm được ON và AB? Thế thì bây giờ cái tam giác MON của mình là tam giác vuông. Đúng không? Tam giác OMN vuông tại O. Thì cái ON của mình á sẽ tính dựa vào tan. ON nó sẽ bằng tìm tan lấy đối chi kề. Vậy thì ON nó sẽ bằng là, để cô ghi lại như thế này nha. Tan của góc 60 độ sẽ bằng là OM trên cho ON. Vậy thì suy ra cái ON của mình nó sẽ bằng OM là 3 chia cho căn 3. Căn 3. 3 chia cho căn 3 là bằng căn 3, được chưa? Rồi có ON, có ON, có OB. OB là bán kính. Vậy thì chắc chắn mình sẽ tìm được NB. NB sẽ bằng căn bậc 2 của OB bình trừ cho ON bình. Rồi. Thì nó sẽ ra là căn bậc 2 của 3 bình trừ cho căn 3 bình là bằng căn 6. Rồi. NB mà bằng căn 6 thì AB sẽ bằng là 2 căn 6. Rồi có hết rồi, bây giờ mình thế lên trên là 1 phần 2 nhân với căn 3 nhân với 2 căn 6. Thì nó sẽ ra là 3 căn 2. Rồi, đáp án sẽ là câu C, 42C. Được chưa? Câu 43. Trong không gian OXY cho điểm Y có tọa độ 2, 3, 4, mặt cầu S tâm Y, các trục OX tại hai điểm phân biệt AB. Sao cho tam giác Y AB bằng 60 độ phương trên mặt cầu S. Bây giờ vẽ cái hình đã. Mặt cầu nè. Mặt cầu tâm Y nè. Nói chung là mấy cái này bạn phải vẽ hình bạn mới biết làm nha. Vẽ thì ở đây mình không cần vẽ chuẩn đâu, mình vẽ trong cho đủ tưởng tượng thôi. Rồi mặt cầu tâm Y. Thì mặt cầu này cắt trục OX tại hai điểm phân biệt là AB. Tại hai điểm phân biệt là AB thì cái trục ở đây. Chưa? Rồi đây là trục O OX nè. Thì đây là điểm A. Đây là điểm B. Rồi. Diện tích của tam giác IAB là bằng 60 độ. Rồi. Mặc dù nó là mặt cầu nhưng cô chỉ vẽ mô phỏng nó là một cái đường tròn thôi ha. IAB. Diện tích của tam giác IAB bằng 60 độ. IAB bằng 60 độ. Ok. Rồi, tâm Y có tọa độ là 2, 3, 4. Viết phương trình mặt cầu của S. Thì cái phương trình mặt cầu này bây giờ nó chỉ thiếu bán kính thôi. Nó chỉ thiếu bán kính thôi. Bây giờ cô sẽ kẻ một cái đoạn vuông góc thôi. Rồi, kẻ IH vuông góc. Thì diện tích của tam giác IAB có phải là nó sẽ bằng là 1 phần 2 lần IH nhân với AB không? Rồi. IH nhân với AB. IH chưa biết, AB cũng chưa. IH chưa biết, AB cũng chưa. Nhưng mà cái điểm H biết rồi. H nó là hình chiếu của Y lên nhân trục OX thì nó sẽ có tọa độ là 2, 0, 0. Đúng không? Vậy thì cái đoạn IH mình tính được. Đoạn IH mình tính được. Mình tính vectơ IH trước nha. Vectơ IH sẽ có tọa độ là 0, trừ 3, trừ 4. Vậy thì suy ra đoạn IH của mình sẽ bằng căn bậc 2 của hoành bình cộng tung bình cộng cao bình là nó ra 5. Nó ra 5, vậy thì mình sẽ thế lên đây là 5 nhân với AB là bằng 60.
đúng không? Vậy thì chỗ này suy ra là AB của mình là bằng 2 nhân 60 là 120, 120 mà chia cho 5 thì nó ra là 120 chia cho 5 24. AB là bằng 24. AB bằng 24. AB bằng 24. Vậy thì suy ra cái thằng HB của mình nó sẽ bằng 12. Mà có HB rồi, có IH rồi, vậy thì chúng ta sẽ suy ra được thằng IB. IB chính là bằng căn bậc 2 của AB bình. Ủa đâu, IB bình chứ. Không, IH bình, cô xuống nhà cô viết cho nó rộng nha. IB sẽ bằng căn bậc 2 của IH bình cộng với HB bình là bằng căn của 5 bình cộng 12 bình là bằng 13. Mà 13 này chính là bán kính R. Vậy thì 13 bình phương lên sẽ là 169. Vậy đáp án sẽ là câu D. Được chưa nào? Câu 44. Cho đồ thị hàm số y bằng f phẩy x liên tục trên r và có hình như bên dưới. Họ có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y đồng biến trên khoảng từ trừ 1, 2. Rồi bây giờ đồng biến với nghịch biến thì mình phải đi đảo. Đảo hàm. Đảo hàm nha. Y phẩy sẽ bằng là f phẩy của 2x trừ 1 nhân cho u đạo hàm là 2. Rồi trừ cho 2 nhân log này b. Log này b đạo hàm là bằng 1 phần u. Nhân với u đạo hàm là 2x nữa, 2 nhân với 2 nữa là thành 4x. Rồi, trừ cho 2m. Thì cho đạo hàm bằng 0. Mình tìm nghiệm, nhưng mà nếu mà cho đạo hàm bằng 0 mình làm như thế nào thì mình sẽ không tìm ra nghiệm. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi biện luận ha. Rồi, để hàm số y đồng biến trên khoảng trừ 1 đến 2 thì suy ra y phẩy lớn hơn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng từ trừ 1 đến 2. Được chưa? Vậy thì suy ra bây giờ mình cô lập m ha. Trừ 2m chuyển qua bên phải, vậy thì là 2m sẽ bé hơn hoặc bằng, chia số 2 xuống luôn nha, chia số 2 xuống luôn thì nó sẽ thành là f phẩy của 2x trừ 1 trừ 4x phần 1 cộng x bình. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ đi đặt cái thằng này là, đặt cái vế bên phải này nè là hx. Vậy thì mình sẽ đi tìm min của hx với mọi x thuộc khoảng từ trừ 1 đến 2. Được không? Rồi. Muốn tìm min của hx thì mình, bây giờ nếu mà để hx này mình đạo hàm một lần nữa thì nó ra f2 phẩy thì càng chết nữa. Vậy bây giờ mình sẽ tách ra làm hai đồ thị. Ha, chỗ này là số 2 mới đúng nha. Chia ra cho 2 là chỗ này còn 2. Thì mình sẽ tách ra làm hai đồ thị. Mình sẽ đặt gx sẽ bằng là trừ 2x phần 1 cộng x bình. Thì khi mà mình đặt như vậy thì mình đạo hàm g phải x sẽ bằng gì đây? Cô hay đạo hàm nhanh kiểu là viết hệ số của tử với mẫu sắp xếp theo thứ tự là mũ 2, mũ 1, mũ 0 thì là 0, trừ 2, 0, 1, 0, 1 chia từ sau ra trước lấy dấu huyền trừ dấu sát ha. Chia thành lại, huyền trừ sát là nó ra là 2x bình nè. Rồi chia giữa lại là ra 0 nè, chia cuối này lại là trừ 2 nè. Chia cho 1 cộng x bình, tất cả bình. Thì cho thằng này bằng 0, có nghĩa là cái tử bằng 0, mà cái tử bằng 0 thì nó x nó sẽ ra là cộng trừ 1. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên. Thì ở đây mình sẽ có hai cái bảng biến thiên. Hai cái bảng biến thiên. Thì bảng biến thiên thứ nhất là của cái thằng G. Và bảng biến thiên thứ hai là của thằng F phẩy. Đúng không? Bảng biến thiên thứ hai là của thằng F phẩy. Rồi. Bên này sợ không đủ chỗ, thôi cô vẽ bên này nha. Bảng biến thiên. Rồi. Thằng này là x nè. Này là x. Rồi thằng này là f phẩy. Được chưa? Thằng này cũng là x. Vì cái hàm h của mình nó là sự tương giao giữa hai đồ thị nên là bạn vẽ các cái giá trị của nó cũng phải tương ứng với nhau nha. Rồi thằng này là g phẩy nè, thằng này là g nè.
Thì mình vẽ cái phần giữa phía dưới trước đi. Thì chỗ này sẽ là hai nghiệm của mình là 1 với trừ 1 đúng không? 1 với trừ 1. Rồi. Mình xét trên khoảng từ trừ 1 đến 2. Được chưa? Rồi thằng này là 0. 0. Hệ số A là dương. Hệ số A là dương nên bên này là cộng. Bên này là trừ. Thì nó sẽ đi xuống. Rồi nó sẽ đi lên. Thế số 2 vô. Thì mẫu nó ra là 5. Trên tử nó ra là trừ 4. Vậy thì chỗ này sẽ là trừ 4 phần 5. Rồi thế số 1 vô. Dưới mẫu ra 2. Trên tử ra trừ 2. Và chỗ này là trừ 1. Rồi trừ 1 thì dưới mẫu nó ra là 2. Trên tử nó ra là 2. 2 chia 2 là bằng 1. Rồi được chưa nào? Thế thì cô sẽ sửa ở bên trái này một chút. Cô sẽ sửa chút. Cái mũi tên nó đi thấp thấp chút. Tại vì trừ 4 phần 5 nó bé hơn 1. Đó. Rồi này là trừ 4 phần 5. Được chưa? Rồi còn cái hàm ở trên. Ở trên này của mình nó là f phẩy của 2x trừ 1. F phẩy của 2f x trừ 1. Vậy thì ở trên này là sẽ điền cái bảng biến thiên là sao cho nó hợp lý ta. Cái bảng này là bảng biến thiên. Rồi ở dưới đây mà là f phải thì trên này phải là f 2 phải đúng không? F 2 phải. Rồi. Nhưng mà mình nhìn lại cái đồ thị cái này. À, ở trên đây mình có đồ thị của hàm f phải rồi. Đồ thị của hàm f phải là nó có các cái nghiệm là từ trừ vô cùng nó lên đến trừ 2. À, cực trị của nó xảy ra là trừ 2 nè, 1 nè, 3 nè, trừ 2, 1, 3, 5 hả, trừ 2, 1, 3, 5, trừ 2, trừ 2, 1, 3, 5, trừ 2, 1, 3, 5, đồ thị của nó đi kiểu này, đi kiểu này thì mình vẽ như thế nào đây? Trừ 2, 1, 3, 5. Chỗ đây là trừ 2 hả? Cái bằng trừ 2 rồi. Thì bây giờ cô sẽ phân tích cái ở trên này cho các bạn nghe nha. Bây giờ f phẩy của mình nè. F phẩy bằng 0. F phẩy bằng 0 thì sẽ tương đương với lại x bằng ở đâu? F 2 phẩy chứ. F 2 phẩy bằng 0 khi x bằng cực trị á mấy bạn. Cực trị. Khi x bằng trừ 2 nè. Rồi x bằng 1 nè. Rồi x bằng 3 này, đúng chưa? Vậy thì bây giờ cái f 2 phẩy của 2x trừ 1 á, ở dưới này là mình có là f này là f phẩy đúng không? F phẩy. Rồi, f phẩy của 2x trừ 1. Vậy thì cái chỗ này á là nó bằng 0 khi là 2x trừ 1 bằng trừ 2 nè. 2x trừ 1 sẽ bằng 1 nè. Rồi 2x trừ 1 sẽ bằng 3 nè. Đúng chưa? Thì tương đương nghiệm của mình sẽ là bao nhiêu? X sẽ bằng là chuyển qua là trừ 1. Trừ 1 chuyển qua là cộng 1. Cộng 1 ở đây là trừ 1 phần 2 nè. Đó. Rồi. Chuyển qua là 2. 2 chia 2 bằng 1 nè. Rồi chuyển qua là 4. 4 chia 2 là bằng 2 nè. Đó. Vậy thì nghiệm của mình sẽ là trừ 1 phần 2. 1, 2. Trừ 1 phần 2. 1, 2. Trừ 1 phần 2. 1, 2. Cái khoảng của mình là từ trừ 1 nữa. Được chưa? Rồi, trên này của mình là F2 phẩy nha. F2 phẩy. Rồi, bây giờ cái chỗ cái F này nè, cô đặt thằng này là... Rồi thì ghi ở trên này đi không? Cô sẽ ghi như thế này. F phẩy của 2x trừ 1 tất cả đạo hàm thì sẽ bằng là 2 nhân với F2 phẩy. Được không? Thì cái số 2 nó không ảnh hưởng gì hết ha. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ điền dấu vô đây. Mình sẽ điền dấu vô đây. Làm sao để biết để điền dấu? 0, 0, 0. Rồi, ở trước này không có số 0 đâu. Rồi, bây giờ điền dấu điền như thế nào đây? Từ 1 đến 2 là mình lấy là 1,5 đi. 1,5 thì cái F phẩy của mình là nó, F 2 phẩy của mình nó là nó âm. Nó âm thì cô điền qua đây dấu trừ. Được không? Rồi. Ủa đâu? Từ từ, từ từ. Nhầm, bảy nhầm. 1,5 mình lấy F 2 phẩy của 1,5. 1,5 mình thế lên đây. 1,5 mình thế lên đây là bao nhiêu?
2 nhân 1,5 trừ 1 là 2. Đúng không? F phẩy của số 2 là vị trí này là đang đi lên có nghĩa là nó là dấu cộng. Dấu cộng, được chưa nào? Rồi. Trừ 1 phần 2 đến 1 thì lấy số 0. 0 thế lên đây chính là F2 phẩy của trừ 1, F2 phẩy của trừ 1, trừ 1 là trong khoảng này. Khoảng này là đang đi xuống có nghĩa là hàm nghịch biến nên F phẩy của nó âm. Được chưa? Rồi, tương tự như vậy bên này. Bên này thì mình sẽ thế là trừ 0,9 nha. 2 nhân trừ 0,9 trừ 1 là nó ra là trừ 2,8. Trừ 2,8 là bên này là đang đi lên. Đang lên là đồng biến là cộng. Được chưa? Vậy thì đồ thị của mình nó sẽ đi như thế này. Ở dưới này đi lên, đi xuống và đi lên. Rồi thế số 2 vô. Số 2 vô. 2 vô F phẩy. Thế số 2 vô. 2 nhân 2 4. 4 trừ 1 là 3, F phải của 3, F phải của 3 là bằng 2 nha. F phải của 3 là bằng 2. Rồi số số 1 vô. 1. 1 thì là 2 nhân 1 là 2, 2 trừ 1 là 1. F phải của 1 là bằng trừ 2. Rồi. Tiếp tục. Thế trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 2 nhân với 2 là trừ 1. Trừ 1 với trừ 1 nữa là trừ 2. F phải của trừ 2 là bằng 7. Rồi, số trừ 1 bạn thế vô tương tự thì bạn sẽ ra được một cái số. Số gì đó không biết. Số A nào đó đi. Được chưa? Rồi. Bây giờ thì mình thấy là bạn nhìn qua bên này nè. Thì cái hx của mình á, cái hx của mình có phải là f phẩy cộng với lại g không? Đúng chưa? Mà min của f phẩy là bằng trừ 2. Đó. Rồi, bạn biến thiên nha, suy ra. Min của F phẩy là bằng trừ 2. Rồi, min của H ở min của G chứ là bằng trừ 1. Vậy thì suy ra min của H sẽ là bằng trừ trừ 3. Vậy thì suy ra M của mình phải bé hơn hoặc bằng trừ trừ 3. Mà M của mình á, là thuộc trong khoảng nguyên nè. Nguyên là thuộc khoảng từ trừ 10 đến 10. Vậy thì M của mình sẽ gồm các số như sau. Đó là trừ 3, trừ 4, trừ 5, cho đến trừ 9. Được chưa? Cho đến trừ 9 thì là từ trừ 9 đến trừ 1 là 9 số. 9 số mà bỏ đi hai số đầu là còn 7 số. Vậy thì có 7 số M nguyên thỏa đề. Vậy có 44 đáp án là B. Rồi có 45. Cho hàm số fx có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình này có nghiệm. Ui, cái phương trình này của mình nó khá là gớm luôn á ha. Rồi bây giờ mình nhìn cái mũ một chút xíu. Hai mũ f bình x cộng fx trừ m. Còn ở sau là hai mũ của f bình x trừ fx trừ m. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ biến đổi cái mũ này sao cho nó giống nhau một chút. Rồi cô đặt đây là phương trình số 1 ha. Thì ở đây hiện tại là mình sẽ không thấy điều kiện gì hết. Rồi bây giờ nha, cô chọn là hai mũ F bình trừ F trừ M ha. Thì ở trước này nè, nó đang cộng F. Vậy thì cô sẽ tách ra là thành hai mũ trừ 2FX. À đâu, cộng 2FX chứ. Nhân với hai mũ của F bình X cộng trừ FX trừ m đúng không? Vậy thì cộng hai cái mũ này lại thì nó sẽ hề với cái số mũ ban đầu. Trừ cho 16 nhân cho hai mũ f bình x trừ fx trừ m. Còn 4 thì cô sẽ tách thành hai mũ 2 fx cộng 16 bằng 0. Rồi, thì bạn ra đến đây thì bạn thấy nhân tử chung sẽ là hai mũ 2 fx. Vậy thì trong ngoặc nó sẽ còn là hai mũ f bình trừ f trừ m trừ 1. Đúng không? Rồi 16 chung cô đặt trừ 16 ra ngoài thì trong nó sẽ là 2F bình trừ F trừ M trừ 1 bằng 0. Thì nhân tử chung của mình sẽ là 2 mũ F bình trừ F trừ M trừ 1 nhân cho 2 mũ 2 của F trừ 16. Cô không ghi Fx cho nó gọn nha mấy bạn. Thì cái phương trình là bằng 0 khi từng nhân tử bằng 0. Đúng không? Rồi bây giờ mình lên trên cái đồ thị này. Thì đồ thị này là đồ thị của hàm số fx. Thì trên cái khoảng mà từ 0 đến 1, 0 đến 1 nè. 0
một. Đó, thì ta có nè. Ta có x thuộc khoảng từ 0 đến 1 thì cái fx giá trị của mình nó lớn hơn 0 và nó bé hơn 2. Đúng không? Vậy thì suy ra thử là suy ra thử là cái ngoặc ở phía sau này của mình nó luôn âm hay luôn dương hay nó bằng không khi nào nha. Rồi 2 nhân f thì là 2f bé hơn 4 nè. Vậy thì suy ra 2 mũ 0 sẽ bé hơn 2 mũ 2f nè. Bé hơn 2 mũ 4. Đúng không? Thì là 1 bé hơn 2 mũ 2f bé hơn 16. Đúng không? Mà cái ngoặc ở sau này của mình là 2 mũ 2f trừ 16. Trừ 16, vậy thì chỗ này sẽ là trừ 15 bé hơn 2 mũ 2f trừ 16 bé hơn 0. Ok. Vậy thì cái ngoặc này của mình á, cái ngoặc giá trị này của mình nè, nó luôn luôn bé hơn 0. Vậy thì suy ra là 2 mũ f bình trừ f trừ m trừ 1 bằng 0. Thì sẽ suy ra được là 2 mũ f bình trừ f trừ m bằng 1. 1 chính là 2 mũ 0. Vậy thì suy ra f bình trừ f trừ m bằng 0. Mà f bình trừ f trừ m bằng 0 thì mình cô lập m thì mình sẽ được là m bằng f bình trừ f. Được chưa? Rồi, m bằng f bình trừ f. Ok, mình sẽ đặt cái vế bên phải này của mình chính là một cái hàm số g. Đặt g bằng f bình trừ f thì suy ra g đạo hàm sẽ bằng là 2f nhân cho f đạo hàm trừ cho f đạo hàm thì nó sẽ bằng là f phẩy, đến đây cô điền x vô nha, nhân cho 2fx trừ 1 bằng 0 thì nó sẽ tương đương với lại là f phẩy x bằng 0 và fx sẽ bằng là 1 phần 2. Được chưa? Rồi bây giờ f phẩy x bằng 0 khi nào? F phẩy x bằng 0 chính là hai điểm cực trị, đó là x bằng trừ 1 và x bằng 1. Đó, thì chỗ này nó ra là x bằng cộng trừ 1. Rồi, fx bằng 1 phần 2, fx bằng 1 phần 2 là cái đường này. Đúng chưa? Đó, này nó cắt nhau tại 3 điểm, là một cái x. Này, cái một của đâu? 1 phần 2 mà. 1 phần 2 là cái đường như thế này. Đúng chưa? Là một cái x, ba cái nghiệm chứ. Ba nghiệm là x lớn hơn trừ 2 bé hơn trừ 1, rồi x lớn hơn 0 bé hơn 1 và x lớn hơn 1 bé hơn 2. Rồi chỗ này cô sẽ ghi là x sẽ bằng x bằng a, x bằng b và x bằng c nha. A này lớn hơn trừ 2 bé hơn nhiêu, lớn hơn trừ 2 bé hơn trừ 1. Rồi b này là lớn hơn 0 bé hơn 1 và c là lớn hơn 1 bé hơn 2. Rồi ok, nhưng mà rõ ràng là mình đang xét trên khoảng từ 0 đến 1 thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi lập bảng biến thiên ha, bảng biến thiên. Nè, g phải đi, g này. Rồi 0 đến 1. 0 đến 1 thì 0 đến 1 là nó chứa một cái nghiệm B thôi. Đúng không? Là một cái nghiệm B. Bây giờ mình xem thử cái B này chính xác của nó là bằng bao nhiêu nha. B này chính xác của nó bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu thì mình cũng sẽ không biết được. Đúng không? Rồi bây giờ mình cứ thử vẽ trước đi đã. Fx bằng 1 phần 2. Rồi ok. Tiếp tục nha, từ từ. Bây giờ lớn hơn B là mình lấy nhiêu cho được ta? À.
chỗ này mình coi thử là mình có sai gì không. G bằng F phẩy trừ F. F bình. F phẩy bằng 0. F bằng cộng trừ 1. Rồi. T này bằng 1 phần 2. Rồi bây giờ mình lấy đại cái T đi ha. Cái F ở đây thì mình thấy nó sẽ không thể nào bằng 0,9. Thôi bây giờ mình lấy 0,9 đi. 0,9. 0,9 thì cái chỗ này g phẩy của mình đây nè. G phẩy là 0,9 thì là F phẩy của 0,9, F phẩy của 0,9. G phẩy đây. F phẩy của 0,9 là nó bằng nhiêu? F phẩy của 0,9, F phẩy của 0,9 là trong cái khoảng này đúng không? Là nó đang dương. Dương rồi F của 0,9. F của 0,9 là nó cũng đang dương. 0,9 dương, nhân đôi lên dương. Rồi vậy bên này là dấu cộng. Rồi qua bên này sẽ là dấu trừ thì nó sẽ đi xuống như thế này. Đúng chưa? Rồi cái chỗ G, chỗ này là G của mình là GB. GB. GB thì nó sẽ bằng F của B bình trừ cho F của B. Đúng không? Rồi bây giờ coi thử FB là bằng nhiêu nha. FB, FB giống lên là vị trí này. Vị trí này thì có phải là của cái đường FB của mình là bằng 1 phần 2. Nè, mình suy ra độ từ F bằng 1 phần 2 nè. Vậy thì chỗ này là 1 phần 2 tất cả bình trừ cho 1 phần 2. 1 phần 2 tất cả bình là 1 phần 4. 1 phần 4 trừ cho 1 phần 2 thì nó ra là trừ 1 phần 4, đúng không? Thì chỗ này sẽ là trừ 1 phần 4, được chưa? Rồi, số 1, x bằng 1. X bằng 1. X bằng 1 thì có phải là g của 1 này. G của 1 thì chính là F của 1 bình trừ cho F của 1. Rồi F của 1 bằng nhiêu? F của 1 là bằng 0. Vậy thì chỗ này là bằng 0. Ủa? F của 1. À, F của 1 bằng 2 chứ. Bằng 2. Vậy thì nó sẽ là 2 bình trừ 2 là bằng 2. Rồi. Tiếp tục G của 0. G của 0 thì chính là F0 bình trừ cho F0. F0 bình trừ cho F0. 0, 0, 0. F bằng 0, F bằng 0. Rồi, vậy là sẽ là 0 bình trừ 0 là bằng 0. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ mình quay lại ở trên này là M bằng G. Mà G của mình thì tìm ra được cái dáng của đồ thị rồi. Vậy thì bây giờ quay lại trên cái yêu cầu đề. Là nó yêu cầu là chỉ còn cái phương trình này có nghiệm thôi. Rồi. Để phương trình ban đầu của đặt phương trình 1 ha, có nghiệm. Thì M của mình lớn hơn hoặc bằng. M của mình sẽ lớn hơn bằng nhiêu? Trừ 1 phần 4. Và bé hơn 2. Bởi vì cái số 2 nó rơi vào khi x bằng 1. Mà x bằng 1 là ngoặc tròn nên là nó phải bé hơn thôi. Được chưa? Rồi, nhân lên. Xin rồi. Người ta hỏi là M là số nguyên phải không? M là số nguyên. Vậy thì M của mình sẽ gồm các số như sau. Trừ 0,25 lớn hơn bằng trừ 0,25 thì là 0, 1. Vậy thì có hai số M thỏa đề. Ha, hai số M thỏa đề, đáp án là câu C. Câu 46, trong không gian với hệ trục tọa độ OX, Y, Z cho hai điểm A và B, mặt phẳng P, xét đường thẳng D đi qua A cắt mặt phẳng P tại điểm M, đồng thời tạo với mặt phẳng B một góc alpha sao cho tan alpha bằng 3 căn 2/2 khi độ dài đoạn thẳng BM lớn nhất thì đường thẳng D đi qua điểm nào dưới đây. Rồi mình đọc cái đề xong thì mình thấy nó cũng hơi dài, khá là rối. Bây giờ mình vẽ cái hình đi ha. Thì ở đây người ta cho hai điểm A và B, vậy thì mình xem có điểm nào thuộc vào mặt phẳng B hay không. Mình thấy điểm A vô trước. 2 nhân 1 trừ 2 nhân trừ 2 là thành 6. 6 cộng 4 là 10, 10 cộng 1 là 9. Vậy không thuộc đúng không? Điểm B. Điểm B thế vô là 0, 1, 3, 0, 1, 3. Vậy là trừ 2 nhân 1 cộng 3 trừ 1 bằng 0. Ok, vậy thì điểm B thuộc, còn điểm A thì nó không thuộc. Đúng không? B thuộc. Còn A thì không thuộc. Rồi, đây là cái mặt phẳng B. Xét đường thẳng D đi qua A và cắt mặt phẳng B tại điểm M. Đó, là cắt mặt phẳng B tại điểm M như thế này. Mình cũng chả biết M nằm đâu. Mình cũng chẳng biết M nằm đâu. Tóm lại là M di động.
Bởi vì D chưa biết mà. Rồi, thì cái góc mà nó tạo bởi với mặt phẳng P này là một mà là tan của nó bằng 3 căn 2 phần 2. Vậy thì bây giờ nha, để xác định góc thì mình sẽ đi tìm hình chiếu của A. Mình đi tìm hình chiếu của A. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hình chiếu của A nha. Mình sẽ tìm hình chiếu của A để mình xác định được góc. Rồi, tìm hình chiếu của A. Thì hình chiếu của A là H. Đúng không? Rồi, vậy thì ta có góc giữa AM, góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P chính là góc giữa AM và mặt phẳng B, mà góc giữa đường và mặt là góc giữa đường và hình chiếu, thì hình chiếu của AM chính là HM. Đúng chưa? Rồi, vậy thì nó chính là góc AMH. AMH. Đây, đây chính là góc alpha. Rồi. Thế thì bây giờ để viết được phương trình đường thẳng D thì mình phải tìm thêm điểm M. M nằm ở đâu để đoạn BM lớn nhất? Được chưa? Rồi, để tính được đoạn để biết được BM nằm ở đâu thì bây giờ mình sẽ bám vào cái dữ kiện đề một chút. Đó là đề cho hai điểm AB rồi. Đề cho tan của góc này là bằng 3 căn 2 phần 2. Đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ đi lập một cái, mình sẽ đi tìm điểm ở H. Mình sẽ đi tìm điểm H. Bởi vì khi mà có H rồi á thì mình sẽ biết M nó nằm ở đâu. Bây giờ đi tìm H. Thì để tìm H thì mình sẽ đi lập phương trình. Lập phương trình đường thẳng, ở đây tên là đường thẳng AH luôn đi ha. AH đi qua A có tọa độ là 1 trừ 2 4. Đúng không? Và nhận vector y nhận vector pháp tuyến của mặt phẳng B. Thôi, cô ghi chỗ này ra. Từ nha. Khoan hẳn nhận. Giờ cái đường thẳng AH này là nó vuông góc với mặt phẳng B trước đã. Và vuông góc với mặt phẳng B thì suy ra vectơ pháp tuyến của mặt phẳng B có tọa độ là 2 trừ 2, 1 là vectơ pháp tuyến, là vectơ chỉ phương của đường thẳng AH. Được không? Rồi, vậy thì phương trình AH nha. Phương trình AH nè. Nó sẽ là x bằng 1 cộng 2t, y bằng trừ 2 cộng trừ 2 trừ 2t, z sẽ bằng 4 cộng t. Được chưa? Rồi, vậy thì suy ra cái điểm H của mình nó sẽ có tọa độ là 1 cộng 2t, rồi trừ 2 trừ 2t và 4 cộng t. Nhưng mà rõ ràng á, là H nó thuộc vào mặt phẳng B. H thuộc vào mặt phẳng B. Nên bây giờ mình sẽ thế cái điểm H này vào trong mặt phẳng B. Rồi, mình sẽ thế điểm H vào trong mặt phẳng B nha. Là nó sẽ là 2 nhân 1 cộng 2t, rồi trừ 2 nhân cho trừ 2 trừ 2t, và cộng cho 4 cộng t trừ 1 bằng 0. Rồi, lúc lên cho mấy bạn nhìn. Rồi, bây giờ mình đi tìm t ha. Thì nó sẽ suy ra là chỗ này là 4t, chỗ này là 4t, đó là 8t, 9t. Rồi 2, 2 chỗ đó là 4 là 6, 6 cộng 4 là 10, 10 với trừ 1 đây là còn 9, cộng 9 bằng 0. Vậy thì suy ra T của mình là bằng trừ 1. Mà T bằng trừ 1 thì suy ra điểm H của mình sẽ có tọa độ là trừ 1, 0 và 3. Ok chưa? Rồi bây giờ có H rồi. Có H rồi thì mình tìm được đoạn HM đúng không? Bây giờ mình sẽ đi tìm đoạn AH ha. Mình sẽ tính vector AH. Vector AH sẽ có tọa độ là trừ 2, 2, trừ 1. Vậy thì suy ra AH bằng căn của 2 bình cộng 2 bình cộng 1 bình là bằng 3. AH bằng 3. AH bằng 3. Mà tự nhiên nó lại cho tan. Mình thấy không? Tan của góc này bằng 3 căn 2 phần 2 nữa. Vậy thì mình sẽ tìm được đoạn HM đó. Tan của alpha thì sẽ bằng là AH phần HM. Đúng chưa? Rồi mà tan là nó bằng nhiêu? Quên rồi. 3 căn 2 phần 2. 3 căn 2 phần 2. Đúng không? Nhận bằng AH phần HM. AH là bằng 3 nè. Rồi vậy thì suy ra HM của mình nó sẽ bằng là căn 2. Rồi, HM bằng căn 2 mà H cố định. H cố định đúng chưa? Vậy thì suy ra M di động trên đường tròn C
trên một cái đường tròn C có tâm là H và bán kính R là bằng căn 2. Đó, bạn hiểu được chưa? M sẽ di động trên cái đường tròn như vậy. Rồi, giờ cô sẽ vẽ cái đường tròn này ra ha. Đó, M nó sẽ di động trên cái đường tròn này. Được không? M nó sẽ di động. Ủa không? Ồ. Vẽ sao cho nó ra ta? Không được. Rồi, như thế này đây. Được chưa? M nó sẽ di động trên một cái đường tròn như vậy. Tâm H bán kính là bằng M. Ủa cũng đúng. Bán kính nha. Ủa quên, tâm H bán kính bằng M mà. Rồi, nó sẽ di động trên cái đường tròn như thế này. Mô phỏng như vậy ha. Thì bây giờ cái M nằm ở đâu thì cái đoạn BM lớn nhất. Thì suy ra BM max khi nào? BM max khi nào? Khi ba điểm BHM thẳng hàng. Bởi vì khi BHM thẳng hàng á, nó thẳng hàng nó như thế này nè mấy bạn. Đó, nó thẳng hàng. Được không? Nó thẳng hàng thì nó như thế này. Nó như thế này có nghĩa là cái đoạn BM của mình là bằng cả cái đường kính này rồi, cộng thêm một cái đoạn B nhỏ nữa, đúng chưa? Rồi. BM nằm đây mới là đúng nè. Được không? Rồi. Mắc khi BHM thẳng hàng. Và H H phải nằm giữa nha. H phải nằm giữa nha, chứ nó thẳng hàng mà chữ M nằm ở giữa thì nó cũng không phải là lớn nhất. M nằm ở vị trí này là M nhỏ, là BM nhỏ nhất rồi. Được chưa? Rồi. Vậy thì bây giờ M của mình nó chính là giao điểm của BH. Đúng không? Giao điểm của BH và cái đường tròn này. Nói chung là M sẽ thuộc vào đường thẳng BH. Rồi. Suy ra M sẽ thuộc vào đường thẳng BH. Rồi bây giờ mình sẽ đi viết phương trình đường thẳng BH ha. Thì BH của mình nó sẽ đi qua điểm B. Điểm B là đề cho rồi, có tọa độ là 0, 1, 3. Rồi, nó có vectơ chỉ phương, chính là vectơ BH luôn. Được không? Rồi, BH có tọa độ là nhiều, H đâu, H đây, trừ 1, trừ 1, trừ 1, 0. Được chưa? Vậy thì suy ra phương trình của nó chính là gì? X sẽ bằng trừ T, Y sẽ bằng là, ở đây cô gọi T1 nha, bởi vì ở trên có T rồi. Y sẽ bằng là 1 trừ T1 và Z sẽ bằng là 3. Rồi, mà cái điểm M này của mình á, vậy thì suy ra điểm M có tọa độ là trừ T1, rồi 1 trừ T1, 3, đúng không? Rồi bây giờ hồi nãy á, là cái tan này nè, mình vô tình là mình tính được đoạn HM rồi. Mà H có chưa? H có rồi. Nhưng mà bây giờ nếu như mà bạn tìm HM thì nó lại lòi ra cái hai cái T là M nó có thể nằm ở bên trái này nữa, đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ dựa vào đoạn AM đi. Được không ta? Hay sao mình không dựa HM? Rồi bây giờ mình sẽ dựa vào đoạn AM đi cho nó chắc ha. AM. AM. Thì cái hình vẽ của cô á là vô tình cái điểm A nó nằm trên đường tròn thôi, chứ A không thuộc đường tròn đâu nha. A của mình là không thuộc đường tròn đâu. Không thuộc. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi tính đoạn AM đi nghe. Thì ở vị trí này mình sẽ đi tính AM nè. Mình có tam giác AHM vuông tại H. Vậy thì suy ra AM sẽ bằng là căn bậc 2 của AH bình cộng cho HM bình. Đúng không? AH bình, AH của mình là 3, là 3 bình nè. HM bình là bằng 2 nữa, thì là căn của 11. Đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ xuống đây mình làm. Thì mình sẽ đi tính vectơ AM. Điểm A của mình có tọa độ, cô viết lại nha. Điểm A có tọa độ là nhiêu? 1 trừ 2, 4. 1 trừ 2, 4. Rồi, vậy thì vectơ AM sẽ có tọa độ là trừ T1, trừ 1. Rồi, 1 trừ T1 trừ cho trừ 2 nữa là thành 3 trừ T1.
Đúng chưa? Và trừ 1. Thì độ dài của đoạn HM, HM bình sẽ là bằng 11 đúng không? Ở đâu? AM bình cho xin lỗi. AM bình bằng 11 và AM bình chính là T1 cộng 1 tất cả bình này, hoành bình này, cộng tung bình này, cộng cao bình này, là bằng 11. Vậy thì suy ra chỗ này là T1 bình là 2T1 bình. Rồi chỗ này là 2T, chỗ này là trừ 6T, vậy là trừ 4T1. 1 cộng 3 là 9, 9 cộng M. Đâu, 1 bình cộng 3 bình là 10, 10 cộng 1 bình là 11. 11 bằng 11. Thì chỗ này là bằng 0. Vậy thì suy ra là T1 của mình là nó bằng 2. Đúng không? Nó bằng 0 và nó bằng 2. Đúng chưa? Bây giờ nếu như T1 bằng 0 thì điểm M1 của mình sẽ có tọa độ bằng nhiêu? T1 bằng 0, T1 bằng 0 thì điểm M của mình sẽ có tọa độ là 0, 1, 3. À, vậy thì theo AM nó cũng ra 2 điểm M chứ không phải là 1 ha. Vậy thì mà cái điểm này của mình là trùng với B rồi, nên loại ha. Rồi cái T bằng 1 bằng 2 thì M2 của mình nó sẽ có tọa độ là trừ 2, trừ 1, 3. Đúng chưa? Rồi, có M rồi, có A rồi thì bây giờ mình sẽ đi viết được đường thẳng D thôi. Rồi vậy thì vector AM của mình lúc này nó sẽ có tọa độ là bao nhiêu? Trừ 3, 1, trừ 1. Đúng chưa? Rồi, điểm M2 của mình có tọa độ là trừ 2, trừ 1, 3. Đúng chưa? D có. Vậy thì suy ra phương trình đường thẳng D là, cái này là vector chỉ phương nè, đúng không? Phương trình đường thẳng D của mình sẽ là x bằng trừ 2 trừ 3t, y sẽ bằng trừ 3a đi, y sẽ bằng là trừ 1 cộng a, và z của mình sẽ bằng 3 trừ a, a thuộc z, a thuộc r, được chưa? Rồi bây giờ mình xem thử là cái đáp án của mình á thì cái điểm nào thuộc. Rồi điểm đầu tiên, điểm đầu tiên là trừ 5, 4, 1. Trừ 5, 4, 1. Để cô có cái đường này lên trên đi ha. Rồi, có cái đường này lên trên này để cho mấy bạn chọn đáp án cho dễ. Rồi, đường thẳng đây nằm đây đúng không? Rồi, bây giờ câu A là trừ 5, 4, 1 ha. X bằng trừ 5. X bằng trừ 5 thì A bằng 1. A bằng 1 thế xuống dưới thì y nó phải bằng 0. Vậy câu này loại sai. Hiểu cách thế không? Nếu mà một cái điểm nó thuộc thì khi bạn thế vô x, y, z nó sẽ cùng ra một cái số tham số A thôi. Được chưa? Rồi câu B. X bằng 4. X bằng 4 thế vô đây thì cái thằng A của mình nó sẽ là bằng 2 phần 3. Ủa đâu? X bằng 4 mà. X bằng 4 thì nó phải là, chỗ này nó phải bằng 6. Nó phải bằng trừ 2, A phải bằng trừ 2. Mà A bằng trừ 2 thì cái Y thế xuống đây là Y nó phải bằng trừ 3. Nên cái điểm này cũng sai luôn. Rồi câu C. X bằng 3. X bằng 3 thì chỗ này nó phải ra là trừ 1. Vậy A phải bằng 1 phần 3. A phải bằng trừ 1 phần 3. Đúng không? Trừ 1 phần 3 thì chỗ này nó ra trừ 1. Trừ 1, à không đúng. Và cho nên nó là 5. Trừ 5 phần 3 mới đúng. Trừ 5 phần 3, trừ 5 phần 3 thế xuống dưới thì y nó không thể nào bằng trừ 8 được. Nên câu này cũng sai. Rồi câu D. X bằng 4. X bằng 4 thì trừ 3A nó phải bằng 6. Trừ 3A nó phải bằng 6 thì cái A của mình nó bằng trừ 2. Trừ 2 thế xuống y là ra trừ 3 đúng. Trừ với trừ thành cộng thì z bằng 5 đúng. Rồi đáp án sẽ là câu D. A bằng trừ 2. Được chưa? Rồi, vậy câu 46D. Câu 47 tìm tập nghiệm F của bất phương trình. Thì đây là một cái bất phương trình logarit. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ đi đặt điều kiện. Điều kiện. Thì điều kiện ở đây là x lớn hơn 0. Đúng không? X lớn hơn 0 thì 4 cái loga này thỏa. Và hai cái mẫu phải khác 0. Logarit cơ số 2 của x khác 0 thì là x khác 2, à x khác 1 chứ. Logarit cơ số 2 của x trừ 1 khác 0 thì x khác 2.
Được chưa? Rồi, mình sẽ đặt đây là bốc phương trình 1. Thì cái bốc phương trình 1 này chắc cô biến đổi chỗ này luôn đi. Cô biến đổi chỗ này cái đã. Logarit cơ số 2 của x phần 2 thì nó sẽ bằng logarit cơ số 2 của x trừ cho logarit cơ số 2 của 2 là trừ 1. Đúng không? Logarit cơ số 2 của x viết lại. Rồi. Logarit cơ số 2 của x bình thì nó sẽ là 2 logarit cơ số 2 của x phần cho logarit cơ số 2 của x trừ 1. Thì sau khi bạn phân tích ra thì bạn thấy đây là một cái bốc phương trình liên quan đến logarit cơ số 2 của x. Vậy thì cô sẽ đặt logarit cơ số 2 của x là t cho dễ làm. Thì t ở đây không có điều kiện gì hết nha. Rồi. Thì bốc phương trình số 1 sẽ thành thành gì đây? Thành t trừ 1 phần t trừ 2t phần t trừ 1 trừ 1 bé hơn bằng 0. Quy đồng khử quy đồng nha. Không khử mẫu được nha các bạn, bởi vì đâu bốc phương trình thì mình sẽ không được phép bỏ mẫu ha. Rồi, mẫu chung của mình là t nhân cho t trừ 1. Thì bên này nó sẽ thành là t trừ 1 tất cả bình nè. Rồi, trừ cho 2t bình nè. Trừ cho t nhân cho t trừ 1. Được chưa? Đó, vẽ cho nó đẹp một chút. Rồi, bé hơn bằng 0 thì nó sẽ tương đương với gì? T bình trừ 2T bình trừ T bình, vậy thì nó sẽ ra là trừ 2T bình. Rồi, chỗ đây là trừ 2T, trừ 2T cộng T thì nó sẽ là trừ T cộng 1, bé hơn T nhân T trừ 1. Vậy thì để giải cái bốc phương trình này, mình sẽ cho ở bằng 0 và mẫu bằng 0 để mình tìm nghiệm. 2t bình trừ t cộng 1 bằng 0 thì sẽ tương đương với t bằng a trừ b cộng c, t bằng trừ 1 và t sẽ bằng 1 phần 2. Rồi mẫu bằng 0 là t nhân t trừ 1 bằng 0 thì sẽ tương đương với t bằng 0 và t bằng 1. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ đi lập cái bảng xét dấu nha. Lưu ý đây là bảng xét dấu. Rồi, đây là T, đây là vế trái. Rồi, thì mình sẽ có bốn nghiệm là trừ 1, 0, 1 phần 2 và 1. Được chưa? Không. Dấu của hệ số A, A trên tử âm, A dưới mẫu dương, vậy âm, trừ, cộng, trừ. Được chưa? Và ở đây cái vế trái của mình là phải bé hơn bằng 0. Vậy thì từ bảng xét dấu ta sẽ suy ra là T thuộc, T có 3 trường hợp nghiệm đi. Ta có 3 trường hợp nghiệm. Đó là t phải bé hơn bằng 0 nè. Rồi. Lớn hơn 0, bé hơn bằng t, bé hơn bằng 1 phần 2 nè. Rồi t của mình lớn hơn bằng 1. Được chưa? Rồi suy ra logarit cơ số 2 của x bé hơn bằng 0. Rồi 0 bé hơn bằng logarit cơ số 2 của x bé hơn bằng 1 phần 2. Và logarit cơ số 2 của x lớn hơn bằng 1. Rồi giải thôi. Logarit cơ số 2 của x bé hơn bằng 0 thì x sẽ bé hơn bằng 1. Rồi. Logarit cơ số 2 của x lớn hơn 0 thì là 1 bé hơn 1 bé hơn bằng x bé hơn bằng 2 mũ 1 phần 2 là căn 2 đúng không? Rồi. Thế cho x. Rồi, x sẽ lớn hơn bằng 2. Đúng chưa? Rồi, bạn thì cho chọn đáp án không? Ô, nhầm nha, chỗ này phải là số trừ 1 nha. Đây phải là số trừ 1 nha. Thì mình sẽ thấy nó lại là 2 mũ trừ 1 là 1 phần 2 nè. Rồi, bé hơn bằng 1 phần 2, 1 đến căn 2 và lớn hơn bằng 2. Bé hơn bằng 1 phần 2, 1 đến căn 2 và lớn hơn 2. Lớn hơn bằng 2 chứ. Rồi, tuy nhiên là mình còn cái điều kiện là x phải lớn hơn 0 nữa nè. Rồi, mình sẽ ghi so với điều kiện ha. So với điều kiện x lớn hơn 0, x khác 1, x khác 2 nha. So với điều kiện thì suy ra cái tập nghiệm S của mình lớn hơn 0 là từ 0 cho đến 1 phần 2 ngọt vuông nè. Rồi từ 1, ở đây là bằng 1 nhưng mà điều kiện là phải khác 1. Vậy 1 đến căn 2 nè. Rồi khác nhiêu nữa? Khác 2 nữa. Vậy thì chỗ này phải là 2 đến cộng vô cùng. Được chưa? Vậy đáp án của mình sẽ là câu gì? Câu A, 47A.
Câu 48 cho số phức z thỏa mãn và số phức z cộng 1 v đúp bằng 2. Giá trị lớn nhất của biểu thức A. Rồi, bây giờ mình sẽ đi. Mình thấy là ở đây mình nó cho mình hai cái điều. Hai cái điều ở phía trước. Vậy thì bây giờ mình sẽ rút cái z ở sau này theo v đúp để tí nữa mình thế vào bên này ha. Bởi vì cái biểu thức A của mình á là cái biểu thức mà mình cần tìm giá trị lớn nhất thì nó toàn bộ nó liên quan đến v đúp thôi. Vậy z của mình sẽ bằng là 2 phần v đúp trừ 1. Được chưa? Rồi, cô đọc đây là biểu thức số 1 ha. Thì cái biểu thức số 1 của mình nó sẽ thành là z ngang. Z ngang là liên hợp của số phức z và mình sẽ đổi dấu trước y. Vậy thì cái z ngang của mình nó sẽ bằng 2 phần mô đúp v đúp ngang trừ cho 1. Được không? Cộng y nữa chứ. Cộng y. Rồi, sẽ bằng là 2 phần v đúp trừ 1 với trừ 1 là thành trừ 2. Được chưa? Rồi. Vậy thì mình quy đồng lên thì trên tử này của mình sẽ bằng 2 cộng cho v đúp ngang nhân cho y trừ 1. Đúng không? Rồi. Ở dưới mẫu của mình là mô đun của v đúp, bên phải là mô đun của v đúp, bên trái là mô đun của v đúp ngang. Mà hai cái mô đun này nó bằng nhau nên là mình được phép khử mẫu. Không? Vậy nó cũng không thể nào bằng không được. Vậy thì mình sẽ làm nhanh thôi là 2 v đúp. Được chưa nào? Rồi. Thì á, để cho dễ làm á, bạn phải làm cho cái v đúp ngang của này của mình nó không có nhân với cái số phức này nữa. Hiểu không? Vậy thì bây giờ cô sẽ làm mất cái số phức y trừ 1. Vậy thì cô sẽ chia. Cô chia cho y trừ 1. Mà cô chia á, thì ở ngoài để cho nó huề thì cô phải nhân lại là mô đun của y trừ 1. Hiểu tại sao chưa? Rồi bên này là 2 của 1 trừ v đúp. Rồi. Mà 2 chia cho y trừ 1 á, là nó bằng trừ 1. Thì cô viết lại là v đúp trừ 1 trừ y. Được không nào? Còn mô đun của y trừ 1 thì nó sẽ bằng là căn 2. Thì bên này sẽ là 2 nhân với 1 trừ v đúp. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình mô đun nó thì nó như thế này thì nó khá là rối. Vậy bây giờ mình sẽ đặt ha. Cứ vừa có v đúp vừa có v đúp ngang thì mình sẽ đặt. Mình đặt v đúp bằng x cộng y. Được chưa? Thì suy ra cô đặt đây là điều số 2 ha. Thì cái biểu thức số 2 của mình nó sẽ thành là mô đun của v đúp ngang thì mình sẽ thế vô ha là x trừ y trừ 1 trừ y nhân căn 2 sẽ bằng 2 nhân với 1 trừ x trừ y. Được chưa? Mô đun thì bằng căn bằng 2 của thực bình cộng ẻo bình. Vậy bình phương hai vế thì bên này nó sẽ ra là 2 lần x trừ 1 tất cả bình cộng cho y cộng 1 tất cả bình. Rồi. Bên này là 4 nhân cho x trừ 1 tất cả bình cộng cho y bình. Rồi. Khai triển và chuyển vế rút gọn ha. Bây giờ làm nhanh nè. 4x bình trừ 2x bình bên này là còn 2x bình. Rồi ở trong là trừ 2x nhân với 4 ở ngoài là trừ 8. Bên này là trừ 2 nhân với 2 là trừ 4. Chuyển qua là cộng 4. Vậy là còn trừ 4x. Cộng 1 nhân với 4 là cộng 4. Cộng 4 bên này. Đây là 2, 2 là 4. Hết. Đúng không? Hết. Rồi còn y bình, 4y bình trừ cho bên này là 4y bình. Bên này là trừ 2y, bình là còn là cộng 2y bình. Rồi, bên này là cộng 2y, cộng 4y, cộng 4y chuyển qua là trừ 4y. Và bằng 0, đúng chưa? Rồi, chia cả hai vế cho 2 thì mình sẽ được là x bình trừ 2x cộng y bình trừ 2y bằng 0. Rồi, thì mình sẽ được hàm đẳng thức là x trừ 1 tất cả bình cộng với y trừ 1 tất cả bình là sẽ bằng cái gì đây? Thì ở đây là mình vừa cộng 1 nữa là cộng 2. Cộng 2 thì phải trừ đi 2 chuyển qua phải là thành 2. Rồi. Vậy thì ra đến nay thì mình hiểu là cái hai cái bình phương này cộng lại nó chính là mô đun của số phức v đúp trừ cho 1 trừ cho y. Được chưa? Mô đun này bằng căn 2. Hiểu không? Mình lấy căn 2 vế đó, thì nó bên trái nó ra được cái điều này. Rồi xong, để yên nó nha. Bây giờ mình nhìn vào cái biểu thức A. Rồi, nhìn vào biểu thức A. Thì cái biểu thức A của mình nó sẽ bằng là V đúp bình. V đúp bình trừ cho 2 lần 1 cộng y V đúp cộng 6. Vậy cô đặt V đúp làm nhân tử chung đi. Thì trong ngoặc này của mình nó sẽ thành cái gì? À,
đơn tử chung thì không được. Bây giờ mình khai triển bình phương đi ha. Thì nó chính là, nó đang có dạng là A bình trừ 2 AB nè, thấy không? Vậy A là V đúp cộng B là 1 cộng Y, đúng chưa? Rồi nó chính là cái thằng này bình phương. Thì mình vừa cộng vào cho 1 cộng Y tất cả bình, thì mình phải trừ lại cho 1 cộng Y tất cả bình. Rồi cộng 6 thì nó sẽ bằng là V đúp của module của V đúp trừ 1 cộng Y tất cả bình, đúng không nào? Cái ở sau này mình bấm thì nó ra nhiêu? Trừ 1 cộng Y tất cả bình cộng 6 bằng là 6 trừ 2 Y, đúng chưa? Rồi thì đó là lý do bên này mình biết nổi nè. Thì bên này cô sẽ viết lại là trừ của 1 cộng Y đi, được không nào? Rồi thì trị tuyệt đối, trị tuyệt đối mình có cái có đẳng thức là trị tuyệt đối của A cộng B thì nó sẽ bé hơn bằng trị tuyệt đối của A cộng trị tuyệt đối của B, được chưa? Vậy thì ở chỗ đây nó sẽ bé hơn hoặc bằng module của V đúp trừ cho 1 cộng Y tất cả bình. À, chỗ đây thiếu một cái ngoặc đúng không? Rồi cộng cho module của 6 trừ 2 Y thì nó sẽ bé hơn bằng cái gì? V đúp cộng 1 cộng Y, V đúp trừ cho 1 cộng Y thì nó bằng căn 2. Và chỗ này mình sẽ thế vô là bằng trị tuyệt đối của căn 2 tất cả bình cộng cho 6 cộng 4 nhiêu? 36 cộng 4 là 40. Thôi bấm xíu xíu là 2 căn 10, đúng không? 2 căn 10 vậy thì nó sẽ bé hơn bằng 2 cộng 2 căn 10, đúng chưa? Vậy thì A mắc của mình sẽ bằng là 2 cộng 2 căn 10. Vậy đáp án sẽ là câu C, được chưa? Câu C. Câu 49 cho hàm số y bằng fx liên tục và có đạo hàm cắt 2 trên R thỏa mãn. Thỏa mãn một cái điều này. Biết đồ thị hàm số y bằng fx và tiếp tuyến tại D có tại điểm có hành độ là x0. Có đồ thị như hình vẽ, tính nguyên hàm của ở tính tích phân của fx chạy từ 0 đến 1. Rồi. Muốn tính tích phân của fx thì mình phải đi cũng chưa biết là đi tìm hàm fx hay là đi thông qua một cái hàm nào đó thì cũng chưa biết được. Bây giờ cái vấn đề chính nó nằm ở cái điều thỏa mãn này nè mấy bạn. Giờ mình sẽ viết lại cái điều này nha. Mình sẽ viết lại cái điều này. Mình copy nó xuống dưới đi. Ok, thôi không được thì mình viết. Không được thì mình viết. Thôi mình biến đổi tương đương ngay chỗ này luôn đi. Nó viết xuống nó mắc công. Rồi, bây giờ mình đã có gì đây? Mình có là F2 phẩy. Mình có là Fx mũ 3. Vậy thì bây giờ Fx mũ 3 ở đây là có x bình. Rồi bây giờ mình nhân vô đi ha. Mình nhân vô thì mình sẽ ra là x fx mũ 3 trừ 2x cộng cho f2 phẩy x bình bằng x mũ 3 trừ 3x bình trừ 1, đúng không? Thì x nó đi với fx mũ 3. Ví dụ như mà đặt t bằng x mũ 3 thì bình phương lên, ở đạo hàm nó phải là 3x bình. Vậy thì mình sẽ cần cái x bình chỗ này, đúng không? Thì nó mới dễ làm việc. Thì bây giờ cô sẽ nhân thêm x vô. Nhân thêm x vô. Phải x phải khác không nghe. Nhân thêm x vô. Thì mình sẽ đổi chỗ này là x bình. Nhân thôi. Nhân là dấu suy ra thôi ha. Suy ra. Chỗ này là x bình nè. Nhân với f của x mũ 3 nè. Trừ 2x bình nè. Cộng x nhân với f phải của x bình nè. Bằng x mũ 4 nè. Trừ cho 3x mũ 3 nè. Trừ x nè. Rồi. Sau khi mình nhân ra thì mình thấy là
mình để cái f chung với nhau đi, thì chỗ này nó là x bình nhân với f của x mũ 3 cộng cho x nhân với f bình f 2 phẩy của x bình bằng x mũ 4 trừ 3 x mũ 3 cộng 2 x bình trừ x. Thì cái vế bên trái của mình nó không phải là đạo hàm của một tổng một hiệu nào hết, đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ đi lấy nguyên hàm, à lấy tích phân đi, lấy tích phân hai vế. Và tích phân ở đây mình chọn là tích phân từ 0 đến 1 luôn nha. Thì mình sẽ được là tích phân từ 0 đến 1 của x bình f x mũ 3 đó dx cộng cho tích phân từ 0 đến 1 của x f 2 phẩy x bình dx sẽ bằng với tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 4 trừ 3 x bình cộng 2 và trừ 3 x mũ 3 cộng 2 x bình trừ x dx. Thì bây giờ mình bấm cái tích phân ở phía bên trái bên phải trước đi cho nó gọn. Tích phân từ 0 đến 1 của x mũ 4 trừ 3 x bình cộng 2 trừ 3 x mũ 3 chứ cộng 2 x bình trừ x. Tích phân chạy từ 0 đến 1 thì nó ra là trừ 23 phần 60. Ok, rồi, bây giờ mình copy cái thằng này xuống thử được không? Nó hơi rối nha. Hơi gớm nha. Xài đỡ đi, xài đỡ cái thằng này. Ok. Coi tôi có gom được không? À không gom được đâu. Rồi. Mà thôi khỏi cũng được. Rồi ok. Tại vì từ đây chỗ này cũng dễ nhìn ha. Rồi. Mình sẽ làm tiếp tục như sau. Thì ở đây cô sẽ đặt cái thằng này là y1. Thằng này là y1 nha. Thằng này là y2 nha. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi xử lý cái thằng d1 trước. Cái thằng y1 này của mình á, bây giờ mình đặt t đi. Mình đặt t bằng x mũ 3 nha. Thì suy ra là t đạo hàm là sẽ bằng dt á, dt là sẽ bằng 3x phần dx. Đúng không? Vậy thì cái cận của mình là x nè, t nè, 0, 1 nè. Thì số này nó cũng là 0, 1. Vậy thì suy ra cái y1 của mình nó chính là tích phân từ 0 đến 1 đúng không? Ft. Rồi còn lại là x bình nhân dx. Vậy thì nó sẽ bằng 1 phần 3 dt. Đúng chưa? Rồi đó là cái y1. Rồi hết rồi, đâu xử lý được gì nữa. Tiếp tục bây giờ mình xử lý cái y2 à, bây giờ mình xử lý cái y2. Y2 mà là f2 phẩy thì khả năng là mình cũng đi đặt t đi, mình đặt a đi ha, a bằng x bình thì suy ra da sẽ bằng 2 x dx đó. Vậy thì suy ra cận của mình nó cũng chạy từ 0 đến 1 thôi ha. Y2 của mình nó sẽ là tích phân từ 0 đến 1 1 phần 2 lần f 2 phải của a nhân với lại d a đúng không? Rồi. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra là 1 phần 3 1 phần 3 tích phân từ 0 đến 1 của ft dt thì cộng với lại 1 phần 2 tích phân từ 0 đến 1 của f 2 phẩy ada là bằng trừ 23 phần 60. Đúng chưa? Rồi. Cái chỗ này tích phân từ 0 đến 1 của ftdt thì mình được sẽ viết lại là 1 phần 3 nhân tích phân từ 0 đến 1. T của mình là cái gì? Là f của x mũ 3, cận nó không thay đổi nha. D của x mũ 3. Ủa không? Dạ, giờ mình làm vậy. Mình ghi fxdx đi. Đúng không? Ftdt thì mình sẽ viết lại là fxdx thôi. Mình thay đổi chữ thôi mà. Rồi. Nguyên hàm của f2 phẩy thì sẽ là f phẩy
chạy từ 0 đến 1 sẽ bằng là trừ 23 phần 60, đúng không? Vậy thì nó xuất hiện cái tích phân từ 0 đến 1 của FXDX rồi nè. FXDX, rồi cái thằng này sẽ là 1 phần 2 lần F phẩy của 1 trừ cho F phẩy của 0 thì sẽ bằng trừ 23 phần 60, đúng không? Rồi, coi thử đề nó còn cho gì nữa không nha. Rồi, F phẩy của 1, F phẩy của 1, 1 là cái vị trí nó đạt cực trị nên F phẩy của 1 nó bằng 0. Rồi, F phẩy của 0, 0 cũng là vị trí cực trị luôn nên là F phẩy của 0 cũng bằng 0 và chỗ này bằng 0 rồi. Vậy thì suy ra 1 phần 3 lần tích phân từ 0 đến 1 của FXDX thì nó sẽ bằng là trừ 23 phần 60, đúng không? Đúng rồi. Ồ, bài điểm có hành độ ô không đạo hàm thì nó phải là bằng nhiêu ta? Trừ 23 phần 20 hả? Ủa đâu đúng? F phẩy của 1 có bằng 0 đúng không ta? À không, F phẩy của 1 thì bằng 0. Xin lỗi. F phẩy của 1 thì bằng 0, nhưng mà F phẩy của 0 thì nó không ra. Ủa, F phẩy của 0 bằng nhiêu? 0 đâu phải cực trị đâu. F phẩy của 0, F phẩy của 0 chính là hệ số góc tiếp tuyến, đúng không? Bây giờ nó nói là tiếp tuyến nè. Rồi, bây giờ mình sẽ viết phương trình đường thẳng D nha. Đường thẳng D đi qua hai điểm, đó là điểm A có tọa độ là 0, 1, 0, 1, điểm B có tọa độ là 1, 1. Vậy thì suy ra đường thẳng D của mình, đường thẳng D cô gọi là Y bằng AX cộng B nha. Rồi, vậy thì suy ra nó đi qua hai điểm này nên suy ra là B bằng trừ 1 nè. Rồi thế 1, 1 vô là A cộng B bằng 1 nè. Vậy thì suy ra là 0 trừ 1. Suy ra là A sẽ bằng trừ đâu? A sẽ bằng 2 cộng B sẽ bằng là trừ 1, đúng không? Vậy thì đường thẳng D của mình là Y bằng 2X trừ 1, đúng chưa? Rồi, vậy thì hệ số góc tiếp tuyến, hệ số góc tiếp tuyến ở đây là tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x bằng 0, vậy thì f phẩy của 0 nó bằng 2. Xin lỗi mấy bạn chỗ này nha. Rồi, vậy bây giờ cô sẽ gom cái này đi. À thôi, đừng gom. Rồi, bây giờ trừ, cô viết lại là trừ 1 phần 2 lần f phẩy của 1 trừ f phẩy của 0 ha. Thì f phẩy của 1 là cực trị nên nó bằng 0, là sẽ bằng trừ 23 phần 60 trừ 1 phần 2 nhân với 0 này, trừ nè, F phải của 0 trên này mình tính ra là 2, đúng không? Rồi, vậy thì nó sẽ ra là 1 23 trừ 23 phần 60 cộng với 1 thì nó sẽ ra là 37 phần 60. Rồi, 1 phần 3 nhân tích phân thì bằng là 37 phần 60. Vậy thì tích phân từ 0 đến 1 của FXDX nó sẽ bằng là 37 phần 20. Vậy đáp án của mình sẽ là câu C. Ồ, câu này hay quá ha. Rồi, chuyển câu cuối cùng, câu 50. Cho hàm số fx có đạo hàm f phẩy x bằng x bình cộng x trừ 6 có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình y bằng fu có đúng 6 điểm cực trị. Lại là cực trị, cực trị thì mình đạo hàm thôi. Y phải bằng f phẩy x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x cộng m. Rồi, nhân cho u đạo hàm là 3x bình trừ 6x trừ 9 bằng 0 thì nó sẽ ra là f phẩy của thằng này bằng 0, đúng không? Trừ 9x cộng m bằng 0 và 3x bình trừ 6x cộng trừ 9 bằng 0 nhé. Rồi, tương đương với lại x bằng trừ 1, x bằng trừ 1, x bằng trừ c trên a là 3, được chưa? Rồi, x bằng trừ 1, x bằng 3,
Ok, rồi bây giờ giải cái phương trình ở trên thôi, mình đã đây là phương trình số 1. Thì bạn lưu ý là đề nó cho là đạo hàm f phẩy rồi. Thì cái hàm f phẩy này nè, mình hoàn toàn đi giải được. Ờ giờ f phẩy x bằng 0 nha. F phẩy x bằng 0 thì sẽ tương đương với x bằng nhiêu? Bấm đi, x bình cộng x trừ 6 bằng 0 bằng nhiêu? X sẽ bằng 2 và x bằng trừ 3. X bằng 2 và x bằng trừ 3. Đúng chưa? X bằng 2, x bằng trừ 3. Vậy thì cái phương trình 1 của mình đó, nó sẽ tương đương với lại u. U của mình là x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x cộng m sẽ bằng 2 và bằng trừ 3. Được chưa? Thì sẽ tương đương với, mình cô lập cái m nha. Rồi mình cô lập x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x mới đúng. Nó sẽ bằng là 2 trừ m hoặc là bằng trừ 3 trừ m. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ đi đặt cái vế trái này là một cái hàm g. Đặt vế trái này là một cái hàm g. Đặt gx sẽ bằng với x mũ 3 trừ 3x bình trừ 9x. Rồi, thì suy ra g phẩy của mình sẽ bằng nhiêu? Bằng 3x bình trừ 6x trừ 9. Được không? Cho đạo hàm này bằng 0 thì mình sẽ ra được là x sẽ bằng 4, 5, 3. 3 bằng trừ 6 bằng trừ 9 bằng 3 với trừ 1. X bằng 3 với lại x bằng trừ 1. Rồi x bằng trừ 1. Rồi lập bảng biến thiên thôi. Bảng biến thiên. Trừ 1, 3, x, g phải, g, 0, 0. Đúng chưa? Rồi đi lên. Đi xuống. Đi. Lên. Rồi xuống ở đây là nó xuống bao nhiêu? Rồi số 3 thế vô thì g của mình bằng mấy? Số 3 thế vô là g của mình bằng trừ 27. Rồi số trừ 1 thế vô bằng 7. Ở đâu? Trừ 1 thế vô. Trừ 1 thế vô là chỗ này bằng 3. 10. Ở đâu? 9. 9 trừ 1. 9 trừ 4 là 5. 5 đúng không? Rồi. Thì cái đồ thị của mình nó như thế này. Ừ, chỗ này là 5 nè. Chỗ này là trừ 27 nè. Rồi, được chưa? Vậy thì hai cái đường của mình là nó là 2 trừ trừ. Chỗ này cô viết lại là trừ m cộng 2 đi. Trừ m cộng 2 với lại là trừ m trừ 3. Đó, cho dễ nhìn. Trừ m cộng 2 với lại trừ m trừ 3. Thì hai đường thẳng này nó cách nhau tới 5 đơn vị. Vậy thì bây giờ bạn quay lại trên vấn đề chính nha. Là người ta cần là 6 điểm cực trị mà thằng này là 2 cực trị rồi. 2 cực trị rồi. Vậy thì phải suy ra là cái thằng này, hai cái phương trình này nè. Hai cái phương trình này nè. Tổng của nó là 4 nghiệm. Khác với -1 và khác với 3. Hiểu không? Khác với -1 và khác với 3. 4 nghiệm. Vậy thì nếu như mà cái đường của mình nó nằm hoàn toàn ở trên này thì không được đúng không? Hai đường thì thằng này mới có hai nghiệm mà không được. Hai nghiệm không được. Rồi vậy một đường nằm trên và một đường nằm đây. Thì ok, đúng không? Rồi. Vậy thì trường hợp 1 là cô sẽ viết theo màu mực luôn đó nha. Cái đường ở trên này là trừ m cộng 2, còn cái đường ở dưới này là trừ m trừ 3. Vậy trường hợp 1 của mình là trừ m cộng 2 sẽ lớn hơn 5 và trừ m cộng 3 sẽ lớn hơn trừ 27. Trừ m trừ 3 chứ, và bé hơn 5. Giải thôi. Thì chỗ này là trừ m lớn hơn trừ 3, trừ m lớn hơn 3 thì m sẽ bé hơn trừ 3. Rồi chỗ này là trừ 24 bé hơn trừ m, bé hơn 8. Vậy thì tương đương với là m sẽ bé hơn trừ 3. Rồi trừ 8 bé hơn m, bé hơn 24. Rồi, vậy thì suy ra là trừ 8 sẽ bé hơn m, bé hơn trừ 3. Ok chưa? Rồi, trường hợp tiếp theo cô vẽ bằng màu xanh nha. Là nếu mà cả hai đường này nó nằm ở trong này luôn. Nếu mà hai đường này nó nằm ở trong luôn thì sao?
thì nó quá nhiều nghiệm. Đúng không? Nó tới 6 nghiệm lận. Cái trường hợp là trùng thì chắc không có đâu, mấy bạn khó lắm. Nó trùng nó cũng trùng hết đâu. Rồi. Vậy thì tiếp theo sẽ là một đường nằm trong này và một đường nằm ở dưới này. Đúng không? Rồi, vậy thì trường hợp số 2. Trường hợp số 2 là đường trừ m cộng 2. Nó sẽ dao động từ trường hợp số 2 nè, trừ 27 sẽ bé hơn trừ m cộng 2 và bé hơn 5. Rồi. Và tiếp theo là đường trừ m trừ 3 thì nó bé hơn hẳn trừ 27 luôn. Vậy thì suy ra chỗ đây là trừ 29 bé hơn trừ m bé hơn 3. Rồi ở đây là trừ m sẽ bé hơn trừ 24. Vậy thì suy ra là trừ 3 bé hơn m bé hơn 29. Vậy dưới này là m lớn hơn 24. Vậy thì suy ra là m của mình là lớn hơn 24 và bé hơn 29. Đúng không? 24 bé hơn m bé hơn 29. Rồi, cái bài này là nó nói là giá trị nguyên đúng không? Giá trị nguyên thì bây giờ mình lọc ra thôi. Vậy thì ở trên này m của mình sẽ gồm các số đó là trừ 7, trừ 6, trừ 5, trừ 4. Thế rồi, 4m. Rồi ở dưới này là m của mình nó sẽ thuộc là 25, 26, 27, 28. À, mình xét cái dấu bằng thử xem nha. Mình xét cái dấu bằng thử là nó có xảy ra hay không. Rồi. Bây giờ nó ra như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đi kiểm nghiệm cái trường hợp bằng. Đó là nếu như cái đường mà trừ m cộng 2 của mình nó bằng 5. Nó bằng 5 có nghĩa là nó nằm ở cái vị trí này. Đó. Nó bằng 5 nó nằm ở cái vị trí này thì nó cắt là 2 điểm. Nhưng mà cái nghiệm này nè các bạn. Cái nghiệm này nó bị trùng. Bị trùng bởi vì cái chỗ này là x bằng trừ 1, x bằng trừ 1 nó trùng ở trên nên mình không lấy, đúng không? Vậy thì cái số này nó mình vẫn thỏa ha. Cái số này mình vẫn thỏa, dấu bằng vẫn thỏa. Vẫn tính là chỗ này là một nghiệm thôi, ở dưới 3 nghiệm nó là 4 nghiệm. Vậy thì chỗ này phải là có thêm số trừ 3 nữa. Đúng không? Rồi, ở dưới này thì nếu như cái đường của mình nó nằm ở cái vị trí là trừ 27 luôn. Trừ 27 luôn. Là cái đường nó nằm ở đây. Đó. Hai cái đường này nè. Đó. Hai cái đường này. Hai cái đường này. Đó. Ở trên là hai cái đường này là gom lại ha. Rồi với là hai đường này. Thì cái vị trí trừ 27 là x bằng 3. X bằng 3 thì ở trên này trùng rồi. Nếu mình vẫn không lấy cái nghiệm này. Vậy thì chỗ này dấu bằng vẫn thỏa ha. Dấu bằng vẫn thỏa. Bằng thì chỗ này mình có lấy thêm 24 nữa. Vậy thì ở trên này phải là 5 nghiệm. Rồi. Ở dưới này của mình phải là 5 nghiệm. À 5m, ở trên 5m, ở dưới 5m, vậy tổng lại là mình sẽ có 10m thỏa đề. Vậy 50 đáp án là câu A. À.